Ta có nhất kiếm chương 887, thu hoạch rất lớn. Diệp Quang gật đầu. Ta hiểu rõ. Hắn tự nhiên hiểu rõ, đối phương sở dĩ lấy lòng như vậy, khẳng định không phải đơn thuần là bởi vì thực lực thiên phú của hắn tốt. Người ta xem trọng, tất nhiên cũng có bối cảnh sau lưng của hắn. Làm tông chủ một tông, đối đãi với sự tình khẳng định phải cân nhắc nhiều phương diện. Lúc này, mặt niệm niệm đột nhiên dừng lại, sau đó nói, thử một chút truyền thừa kiếm đạo của thượng kiếm tông kia diệp quang gật đầu ta đang có ý đó nói xong hắn ngồi xếp bằng ở trên không mở lòng bàn tay ra quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn hắn vừa mở quyển trục ra một đạo kiếm quan trực tiếp chui vào giữa trán hắn Quanh trong chớp mắt vô số tin tức tràn vào trong óc diệp quang rất toàn diện trong phần truyền thừa kiếm đạo này có lý niệm kiếm đạo cùng với kinh nghiệm tu đạo kiếm tu của tiên tổ các thời đại thượng kiếm tông, ngoài ra, còn có vô số truyền thừa kiếm kỹ. Đều rất mạnh. Diệp quan như đói như khác, hết sức hưng phấn. Những kinh nghiệm của tiền nhân này, đối với hắn mà nói, thật quá trọng yếu. Bởi vì hắn hiện tại, thiếu nhất chính là nội tình. Sự hiểu biết của hắn đối với kiếm đạo hiện tại, cũng quá mức đơn nhất, mà truyền thừa kiếm đạo của kiếm tông trước mắt này, vừa vặn có thể bù đắp chỗ thiếu hụt này của hắn. Dần dần, diệp quang từ hưng phấn biến thành chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện ra, kiếm đạo văn minh ở thời đại thần đạo văn minh này rất mạnh, đặc biệt là có một ít kiếm đạo đặc thù, khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Kiếm đạo văn minh tại thời đại kia hết sức sáng chói, trăm hoa đua nở. Mà thông qua những kiếm đạo nào, hắn cũng giống như đi tới thời đại thần đạo văn minh sáng chói kia. Tại thời đại kia chủ nhân đại đạo bút mạnh nhất, thế nhưng, những kiếm tu kia cũng là những tồn tại vô cùng chói mắt tại thời đại thần đạo văn minh. Ở một bên, mặt niệm niệm nhìn Diệp Quang trước mắt, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Diệp Quang, nàng biết, thực lực của tên tiểu tử này e rằng là sắp tăng lên. Thiên phú của Diệp Quang là yêu nghiệp nhất nàng từng gặp, đây thật sự là nam nhân kế thừa hoàng mỹ thiên phú của cha mẹ. Điều đáng tiếc duy nhất là, hắn nhận tổ quy tông quá sớm, nếu như có thể rèn luyện nhiều một chút ở trong thế tục tôi luyện một thoáng tâm trí sẽ tốt hơn bởi vì tiết tấu sinh hoạt của diệp quang hiện tại thật sự là quá nhanh ngày ngày đánh cục cao cấp loại tiết tấu này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ xấu chính là diệp quang không dừng được phải điên cùng tu luyện tăng cao thực lực dễ dàng nóng vội ở một bên nhị nha liếm liếm bức quả hắn nhìn thoáng qua diệp quang sau đó nói niệm niệm cô nương tiểu bạch nói bên phải có bảo bối mặt niệm niệm nhìn về phía tiểu bạch tiểu bạch nhếch miệng cười một tiếng trảo nhỏ chỉ chỉ bên phải hưng phấn không thôi mặt niệm niệm cười nói chờ cháu của ngươi một chút đợi chút nữa lại đi thấy thế nào tiểu bạch trừng mắt nhìn sau đó nhìn về phía diệp quang gật đầu cứ như vậy qua ước chừng một lúc lâu sau diệp quang ngồi xếp bằng dưới đất chậm rãi mở hai mắt ra ở trong mắt của hắn hai đạo kiếm quan kiếp lôi lấp lánh diệp quang chậm rãi đứng lên Phất tay áo vung lên, một cổ kiếm ý nhàn nhạt đãng ra từ trong tay áo hắn, thời không nơi xa trực tiếp như gần sóng chập trùng dâng lên. Mặt Niệm Niệm liếc mắt đánh giá Diệp Quang, cười nói: "Như thế nào?" Diệp Quang chân thành nói: "Thu hoạch rất lớn." Hắn mặc dù không có tăng lên, thế nhưng vào giờ phút này trong đầu hắn lại có vô số lý niệm kiếm đạo, để cho hắn có thể tham khảo, dĩ nhiên, hắn sẽ không đi con đường kiếm đạo của người khác hắn muốn làm chính là hấp thu kinh nghiệm của người khác, hoàn thiện chỗ thiếu sót kiếm đạo của chính mình. Phá phàm Hắn hiện tại đã phá phàm, mà mong muốn lại tiến thêm một bước, khó như lên trời, dĩ nhiên, hắn cũng không vội, đừng phải đi từng bước một. Dường như biết suy nghĩ của Diệp Quang, mặt niệm niệm đột nhiên cười nói. Biết đằng sau phá phàm là cái gì không? Diệp Quang liền vội hỏi. Là cái gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, trước không nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Diệp Quang lắc đầu cười khổ. Mạc Niệm Niệm nhắc nhở. Nhớ kỹ, ngươi đã có kiếm đạo của mình, có con đường của mình, bởi vậy, con đường của người khác, ngươi có thể học tập, tham khảo, nhưng không thể đi, càng phải cẩn thận lý niệm kiếm đạo của người khác trùng kích đối với ngươi, khiến cho tín ngưỡng kiếm đạo của ngươi sụp đổ, dĩ nhiên, tâm trí của ngươi kiên định, nghị lực vượt xa người thường, vấn đề này bình thường sẽ không phát sinh nhưng cẩn thận một chút là không có sai diệp quang gật đầu ta hiểu rõ mạc niệm niệm cười nói chúng ta đi đạo tông đi đạo tông diệp quang nhìn về phía mạc niệm niệm đạo tông này là mạc niệm niệm nói thời đại thần đạo văn minh có hai cái siêu cấp tông môn một cái là thượng kiếm tông còn có một cái là đạo tông đạo tông lúc trước cũng là người ủng hộ chủ nhân đại đạo bút, mà vào sau này, bọn hắn cũng phản chủ nhân đại đạo bút, thế là, giống như thượng kiếm tông, đều bị trấn áp. Diệp Quang lắc đầu cười một tiếng. Chủ nhân đại đạo bút năm đó là phạm vào nhiều người tức giận. Mặt niệm niệm gật đầu. Bình thường, ngươi suy nghĩ một chút đi, bọn hắn lúc đó vừa đánh bại vĩnh sinh văn minh, chính là thời điểm chia sẻ quả ngon, mà lúc này đây, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên sáng tạo trật tự, mặc lên cho tất cả mọi người một tầng xiềng xích có thể nói những gì y làm tại lúc ấy đối với những cường giả thần đạo văn minh đó mà nói so với vĩnh sinh văn minh còn muốn quá phận hơn trọng yếu nhất chính là tuổi thọ ban đầu của bọn hắn cơ hồ không có hạn mức cao nhất nhưng chủ nhân đại đạo bút vung bút một cái trực tiếp quy định bọn hắn chỉ có thể sống bao lâu nói đến đây nàng lắc đầu cười một tiếng thân ở thời đại kia ai cũng sẽ phản kháng diệp quang gật đầu chủ nhân đại đạo bút này năm đó, hẳn là cũng xem như bị chúng bạn xa lánh. Mạc Niệm Niệm lại nói, Kỳ thật, nếu như không phải chân thần hoành không xuất thế, chủ nhân đại đạo bút này thật sự là có khả năng thành công, bởi vì nhìn ra được, cho dù là cường giả thời đại lúc ấy hợp lại, cũng là không làm gì được chủ nhân đại đạo bút này. Chân thần Đại tỷ của từ kính Trong lòng Diệp Quang lập tức có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là dạng nữ tử gì? Tính cách cụ thể hắn không biết, nhưng hắn biết, trong rất nhiều cổ thư mà nữ nhân này sưu tập, trong đó có không ít là chân thần viết, nội dung của nó thật sự chính là quá thất bại. Đương nhiên, cách hành văn cũng rất tốt, hắn đã xem không ít. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói: "Đi thôi." Diệp Quang thu hồi suy nghĩ, gật đầu. Mà đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ngăn cản ba người, nàng duỗi trảo nhỏ chỉ phía bắc, vung vẩy một hồi. Diệp Quang trừng mắt nhìn có bảo bối. Tiểu Bạch mãnh liệt gật đầu. Diệp Quang lập tức có chút hiếu kỳ, bảo vật có thể làm cho Tiểu Bạch coi trọng, ít nhất đều là không cấp bậc trở lên. Mạc Niệm Niệm cười nói: "Như vậy đi bên phải trước." Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, sau đó hóa thành một tia sáng trắng tan biến ở bên phải. Ba người Diệp Quang vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Tiểu Bạch mang theo ba người Diệp Quang đi tới chỗ sâu một vùng núi, lúc này Tiểu Bạch đột nhiên lao về phía trước. Ba người Diệp Quang vội vàng đi theo. Rất nhanh, Tiểu Bạch đi vào trước một chỗ hẻm núi lớn. Diệp Quang nhìn về phía dưới chỗ hẻm núi lớn kia, không có cái gì. Tiểu Bạch đột nhiên ngoắt ngoắt trảo nhỏ. Quanh! Đột nhiên, ở chỗ sâu mảnh hẻm núi lớn này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, đại địa nước ra, một tòa cung điện chậm rãi thăng lên từ trong lòng đất. Nhìn thấy một màn này. Diệp Quang sửng sốt. Mà Tiểu Bạch thì vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, tòa cung điện kia hoàn chỉnh xuất hiện trên mặt đất, cả tòa cung điện phi thường lớn, chiếm diện tích vài dặm, bốn phía cung điện, có hàng vạn cây cột đá thông thiên chống đỡ, vô cùng hùng vĩ. Mà ở phía trên những cột đá này, vẽ đủ loại yêu thú dữ tợn, rất nhiều yêu thú đều là Diệp Quang chưa từng thấy qua. Diệp Quang quay đầu nhìn về phía mặt niệm niệm, mặt niệm niệm lắc đầu. Không biết, Ta đối với thời đại thần đạo văn minh này cũng không phải hiểu rất rõ. Diệp Quang nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên lại ngoắc ngoắc trảo nhỏ. Ầm ầm. Tòa cung điện kia đột nhiên rung lên kịch liệt, trong đó bột phát ra từng tiếng đổ vang, dường như có cái gì muốn chạy ra. Nhưng vào lúc này, cột đá bốn phía cung điện kia đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, những yêu thú kia đột nhiên phản phất như sống lại, cùng nhau gầm thét từng cổ uy áp yêu thú kinh khủng dũng mãnh lao về phía tòa cung điện kia. Bên trong cung điện kia lập tức truyền đến từng tiếng va đập. Nhìn thấy một màn này, Diệp quan sửng sốt, những yêu thú này giống như là đang trấn áp cái gì. Lúc này, Tiểu Bạch nhìn về phía nhị nha một bên, nàng dùng trảo nhỏ đẩy nhị nha một cái, nhị nha nhả ra mức quả trong miệng, hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó gầm thét. Cúc! Oanh! tiếng gầm như một đạo sấm sét đột nhiên nổ vang từ giữa sân chấn cho màn nhĩ diệp quan nhói nhói mà phía dưới yêu thú trên trụ đá bốn phía cung điện kia vào lúc nghe thấy tiếng gầm giận dữ này đều là mặt lộ vẻ sợ hãi dùng dập run rẩy nhị nha tiếp tục liếm lát mất quả diệp quan nhìn thoáng qua nhị nha trong lòng chấn động vô cùng lực sát thương của nhị nha đối với yêu thú là rất mạnh huyết mạch trấn áp tại rất nhiều thời điểm yêu thú cao dai đối với yêu thú đê dai đều là có lực áp chế. Mà theo những yêu thú kia yên lặng, lúc này, một luồng sáng đen đột nhiên vọt ra từ bên trong tòa đại điện kia. Diệp Quang nhìn về phía luồng sáng đen kia, luồng sáng đen tán đi, một hạt châu màu đen lớn bằng nắm đấm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Bạch bay đến trước mặt hạt châu kia, nàng dùng trảo nhỏ sờ lên, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp thu vào. Diệp Quang nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, một cái kế hoạch đột nhiên dâng lên từ trong lòng. Ha ha! Đúng lúc này, ở sâu trong lòng đất kia, một tiếng cười to đột nhiên phóng lên tận trời. Trong lòng Diệp Quang giật mình, vội vàng nhìn về phía chỗ sâu cung điện kia, lúc này, tại chỗ sâu cung điện kia, một cổ khí tức cường đại cực kỳ đáng sợ đột nhiên trào ra từ trong đại điện. Ngay sau đó, một tiếng cười to vang lên từ trong đại điện một lần nữa. 30 triệu năm Lão tử cẩu thả 30 triệu năm, cuối cùng cũng đạt đến đại đế. Bây giờ, nhân gian kiếm chủ không biết xấu hổ kia hẳn cũng đã toi đời rồi, ha ha. Nghe được đối phương, Diệp Quang lập tức sửng sốt. Nhận biết cha già. Cường giả đến từ thời đại cha già kia. Diệp Quang nhìn về phía mặt niệm niệm, trong mắt mặt niệm niệm cũng là có một tia nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy thanh âm này có một tia quen thuộc. Đúng lúc này, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra từ trong đại điện, nam tử trung niên mặc một bộ áo bào đen thùng thình tóc dài xỏa vai trên mặt mang theo nụ cười tùy tiện vào lúc nhìn thấy người đi ra mặt niệm niệm lập tức sửng sốt là ngươi nghe được mặt niệm niệm trung niên nam tử phía dưới kia lập tức nhìn về phía mặt niệm niệm mà vào lúc nhìn thấy mặt niệm niệm gã cũng lập tức sửng sốt là ngươi nghe hai người nói diệp quang nhìn về phía mặt niệm niệm hỏi mặt di gã là Mạc niệm niệm cười cười, sau đó nói. Tội vương. Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử trung niên, cười nói. Tội vương, ngươi thế mà ở đây. Tội vương. Vị trước mắt này, chính là tội vương năm đó từng theo hầu nhân gian kiếm chủ tại quan huyền vũ trụ. Chẳng qua, năm đó vào lúc trận đại chiến kia bắt đầu, tội vương này liền chạy trốn. Ai cũng không biết cả đi nơi nào. Mặt niệm niệm không nghĩ tới, Thế mà gặp được gia hỏa này ở nơi này, hơn nữa, nghe ý tứ của gia hỏa này, gia hỏa này ở nơi đây vậy mà cậu thả 30 triệu năm. Không hợp thói thường. Thật sự có thể cậu thả. Đây là cậu thả vương. Nhìn thấy mặt niệm niệm, tội vương liền vội hỏi. Niệm cô nương, nhân gian kiếm chủ vẫn còn chứ? Mặt niệm niệm cười nói. Không còn nữa. Nghe vậy, trong mắt tội vương lập tức lóe lên một vệt phức tạp. Y cuối cùng vẫn là không có đánh tới chân vũ trụ. Mạc Niệm Niệm đột nhiên lại nói: "Y đã phá thần thành công." Tội Vương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, khó có thể tin. "Đã phá thần thành công?" Mạc Niệm Niệm gật đầu, cười nói: "Đúng vậy." Tội Vương cười khổ. "Không ngờ tới, y thế mà thật sự đi ra một bước ghê gớm kia." Mạc Niệm Niệm nói: "Những năm này ngươi vẫn luôn ở chỗ này?" Tội vương gật đầu, năm đó chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ đại chiến, quan huyền vũ trụ thế yếu, thế là, gã thấy tình huống không ổn liền chuồn đi, mà sau khi chuồn đi, gã ngẫu nhiên tìm được nơi này, đạt được một phần truyền thừa ở trong nơi này, thế là quyết định ở bên trong khổ tu. Những năm gần đây, gã cũng không dám đi ra ngoài. Bởi vì gã lần đầu tiên phản bội chân vũ trụ, đằng sau lại phản bội quan huyền vũ trụ, vừa đi ra ngoài, hắn sợ chính mình sẽ chết quan chết uổng, thế là, Gã khổ tu ở trong này, cho đến khi trở thành đại đế. Nhân gian kiếm chủ sẽ không ghi hận chính mình chứ. Tội vương hết sức lo lắng. Chân trời, mặt niệm niệm cười nói. Tội vương, chúc mừng ngươi, đã trở thành đại đế rồi. Tội vương đang muốn nói chuyện, dường như nghĩ đến cái gì, gã đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quang một bên, vào lúc nhìn thấy Diệp Quang, gã lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Vị này là... Mặt Niệm Niệm cười nói. Ngươi đoán xem. Tội vương đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống. Thuộc hạ tội vương ra mắt thiếu chủ. Diệp quan lập tức sửng sốt. Tội vương đột nhiên khóc không ra tiếng. Thiếu chủ, thuộc hạ có tội. Thuộc hạ có tội. Diệp quan nhìn tội vương, không nói lời nào. Thấy Diệp quan không nói lời nào, trái tim của tội vương lập tức chìm xuống dưới. Người thiếu chủ này thoạt nhìn không giống như là có thể lừa dối. Thế là, gã trực tiếp thẳng thắn nói thiếu chủ, thuộc hạ năm đó tham sống sợ chết, lúc đại chiến lâm trận bỏ chạy, còn xin thiếu chủ trị tội. Diệp quan nhìn thoáng qua tội vương, sau đó nói. Ngươi là vũ trụ thần linh. Tội vương gật đầu. Đúng thế. Diệp quan nhìn về phía mặt niệm niệm, mặt niệm niệm cười nói. Ngươi quyết định đi. Diệp quan cười nói. Ngươi đi đi. Tội vương sửng sốt. Diệp quan nhìn tội vương ai cũng sợ chết ngươi sợ chết cũng bình thường tội vương lộ ra ánh mắt phức tạp gã xác thực sợ chết gã hiện tại chỉ muốn cẩu thả cẩu thả thật tốt sống sót so với bất cứ cái gì đều trọng yếu hơn diệp quang đột nhiên hỏi tội vương nơi này là tội vương vội vàng nói đây là một cái tông môn tại thời đại thần đạo văn minh tên là dị thú tông chuyên môn nuôi yêu thú ta ở bên trong này đạt được truyền thừa của một vị trưởng lão dị thú tông, thế là khổ tu ở trong này trở thành đại đế dị thú tông. Diệp quang khẽ gật đầu, mà lúc này tội vương lại nói thiếu chủ, ngươi có thấy những cục đá kia không? Diệp quang nhìn về phía những cục đá kia, cục đá có hàng vạn cây, trên một cây cục đá đều vẽ rất nhiều yêu thú, mỗi đầu yêu thú đều có diện mạo dữ tợn, muốn nhắm người mà phệ. Tội vương tiếp tục nói thiếu chủ những yêu thú trên cột đá này đều là bị phong ấn chỉ cần có viên thú châu kia liền có thể khống chế chúng nó để chúng nó hiệu lực cho ngài thú châu diệp quang nhìn về phía tiểu bạch tiểu bạch trừng mắt nhìn sau đó mở trảo nhỏ ra thú châu xuất hiện ở bên trong móng vuốt của nàng diệp quang cười nói có thể cho ta mượn thử một chút không tiểu bạch gật đầu nhẹ nhàng thổi viên thú châu kia bay đến trước mặt diệp quang diệp quang mở lòng bàn tay ra thú châu rơi vào trong lòng bàn tay của hắn hắn sau khi đánh giá một lúc lâu liền nhìn về phía tiểu bạch có thể cho ta không tiểu bạch trừng mắt nhìn không vung trảo diệp quang xuất ra một chuỗi mức quả đưa tới trước mặt tiểu bạch tiểu bạch do dự một chút sau đó dựng thẳng lên hai cái móng vuốt diệp quang vội vàng lại lấy ra một chuỗi mức quả cho nàng tiểu bạch nhếch miệng cười một tiếng sau đó vội vàng thu hồi mức quả Nàng đập một trảo lên trên thú châu kia. Thú châu khẽ rung lên, sau đó trực tiếp hóa thành một luồng sáng đen chui vào giữa trán Diệp Quang. Oanh. Trong nháy mắt, trong cơ thể Diệp Quang đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức mạnh mẽ, rất nhanh, Diệp Quang chính là cảm thấy vô số yêu thú bị phong ấn, mà viên thú châu này chính là một cái môi giới, có thể khống chế tất cả yêu thú. Chẳng qua vào giờ phút này, những yêu thú kia đều bị một cổ lực lượng thần bí trấn áp. Diệp Quang đột nhiên mở hai mắt ra, hiện thanh âm rơi xuống, đạo ấn đột nhiên bay ra từ trong cơ thể hắn, cách đó không xa, đạo ấn rung lên kịch liệt, một cổ lực lượng thần bí phóng lên tận trời. Ở chân trời, một đạo đại đạo phù ấn lặng yên xuất hiện, mà theo đạo ấn đâm vào đại đạo phù ấn kia, phù ấn rung lên kịch liệt, trực tiếp vỡ nát. ầm ầm, đạo đại đạo phù ấn kia vừa mới vỡ nát, những cục đá phía dưới kia trực tiếp rung rẩy kịch liệt, ngay sau đó từng cổ uy áp yêu thú đáng sợ trào ra, dần dần, cục đá bắt đầu nát vụn, ngay sau đó, từng đầu yêu thú phóng lên tận trời. Vạn yêu hiện Từng cổ uy áp yêu thú đáng sợ, trực tiếp đập tan dãy núi bốn phía. Diệp Quang nhìn về phía cách đó không xa, ở bên trong bầy yêu thú này, yêu thú cấp bậc vận mệnh đại đế, lại có ba đầu, cấp bậc đại đế bình thường, cũng có 12 đầu, thần đế cảnh có hơn 1.000 đầu, những yêu thú còn lại kia phần lớn đều là cấp bậc tuế nguyệt tiên. Đội hình so ra kém hơn thượng kiếm tông, nhưng cũng không thể khinh thường. Mà đúng lúc này, một đầu yêu thú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quang, nó nhìn chầm chầm Diệp Quang, miệng nói tiếng người. Nhân loại, trả lại thú châu kia cho dị thú tông chúng ta. Diệp Quang không có trả lời, mà là nhìn về phía tiểu bạch, tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía nhị nha. Nhị nha nhả mức quả ra, nàng hướng về phía trước bước ra một bước, gầm lên giận dữ. Oanh! Một cổ uy áp yêu thú kinh khủng dân trào mà ra từ trong cơ thể nàng, trong chớp mắt, vẻ mặt của những yêu thú giữa sân kia cự biến, dùng dập nhanh chóng lùi lại, chúng nó nhìn nhị nha trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhị nha nhìn những yêu thú giữa sân kia. Trả lại cho các ngươi, cũng được, vậy các ngươi liền tiếp tục bị phong ấn dưới mặt đất. Nghe vậy, vẻ mặt của bầy yêu thú kia vô cùng khó coi. Lúc này, yêu thú cầm đầu trầm giọng nói chúng ta không có khả năng thần phục một nhân loại rõ ràng đây là chướng mắt diệt quang nghe được yêu thú kia trong mắt nhị nha lập tức lóe lên một vệt lệ khí cháu của ta cần ngươi thần phục sao nói xong nàng đột nhiên xông về phía trước đấm ra một quyền sắc mặt của yêu thú kia đại biến nó không nghĩ tới nhị nha vậy mà ra tay hiện tại đã tránh không kịp đành phải kiên trì yêu thú trực tiếp hút đầu về phía nhị nha cứng đối cứng ầm uhm. đột nhiên ở trong ánh mắt của tất cả mọi người đầu yêu thú vận mệnh đại đế kia trực tiếp bị một quyền của nhị nha đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài mà nó còn chưa dừng lại nhị nha chính là một lần nữa vọt tới trước mặt nó lại là một quyền ầm uhm. ở bên trong một tiếng kêu thê lương thảm thiết đầu yêu thú kia bị đánh bay một lần nữa sau đó Nhị Nha trực tiếp hành hung một trận đầu yêu thú kia ở ngay trước mặt hết thảy yêu thú, mà đầu yêu thú kia lại ngay cả sức hoàng thủ cũng đều không có. Nhìn thấy một màn này, những yêu thú giữa sân kia quay mặt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, dùng dập lui về sau. Mà lúc này, đầu yêu thú kia bắt đầu cầu xin tha thứ, bởi vì vào vào giờ khắc này toàn thân nó đã triệt để vỡ vụn, tiếp tục đánh nữa, liền sẽ bị đánh chết. Nhị Nha đột nhiên ngừng lại, đầu yêu thú kia vào giờ phút này đã hấp hối. Nhìn thấy một màn này, những yêu thú giữa sân kia nhìn nhị nha, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Nhị nha quay người nhìn thoáng qua những yêu thú kia. Không muốn thần phục cháu trai ta, cũng được, các ngươi hãy trở về tiếp tục bị phong ấn. Lúc này, một đầu yêu thú cấp bậc vận mệnh đại đế đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Quang, nó làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quang. Chíp mang nguyện hiệu trung các hạ. Diệp Quang liếc mắt đánh giá yêu thú trước mắt, sau đó cười nói từ giờ trở đi, ngươi chính là lão đại của chúng nó. Nghe vậy, chích mang kia lập tức vui vẻ, vội vàng nói. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Đám yêu thú còn lại liếc mắt nhìn nhau, vẫn còn có chút lưỡng lự. Chích mang kia nhìn thấy một màn này, lập tức cả giận nói. Còn lưỡng lự cái gì? Nói xong, nó liếc linh tổ một bên một cái, có chút tiếc rèn sắt không thành thép. Mẹ nó. Đây là linh tổ đó, linh tổ đó. Đi theo thiếu niên này, không phải chính là tương đương đi theo linh tổ sao? Đi theo linh tổ, vậy sau này còn không ăn ngon uống say. Đám não heo này. Dù sao, hiện tại chúng nó mới đi ra, cần nhất chính là tài nguyên linh khí. Mà đi theo linh tổ, lại còn phải phát sầu vì tài nguyên linh khí sao? Đây chính là công ăn việc làm ổn định đó. Chích mang chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Nhìn thấy ánh mắt của chích mang, một chút yêu thú giữa sân lập tức tỉnh ngộ lại ngay lập tức vội vàng dồn dập hành lễ biểu thị nguyện ý đi theo diệp quang nhìn thoáng qua nhị nha cùng với tiểu bạch một bên trên mặt nổi lên một vệt nụ cười hắn phát hiện ra mang theo hai tiểu gia hỏa này theo bên người vậy thì tương đương với là đang bậc khách phụ trợ mạnh nhất diệp quang thu hồi suy nghĩ nhìn về phía những yêu thú trước mắt kia hắn lập tức hơi lúng túng một chút phải dàn xếp những yêu thú này như thế nào dường như biết suy nghĩ của diệp quang chích mang kia vội vàng nói chúng ta có thể tiến vào thú châu chỉ là chúng ta cần linh khí diệp quang cười nói sự tình linh khí các ngươi không cần lo lắng đi vào đi chích mang vội vàng nói vâng nói xong nó tiến vào bên trong thú châu trước tiên mà đám yêu thú còn lại cũng là vội vàng đi vào theo diệp quang cầm một chút linh nguyên đặt vào bên trong thú châu sau đó thu thú châu vào mà đúng lúc này một vị lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt diệp quang lão giả áo đen thấp giọng nói thiếu chủ vừa nhận được tin tức hết thảy cường giả vĩnh sinh văn minh chạy tới hệ ngân hà nhiều nhất vài ngày nữa liền sẽ chạy tới hệ ngân hà diệp quang nhíu mày nghi ngờ nói bọn hắn đi hệ ngân hà làm cái gì lão giả áo đen trầm giọng nói tru diệt thiên mệnh váy trắng diệp quang sững sờ ngay tại chỗ lão giả áo đen do dự một chút sau đó xin chỉ thị thiếu chủ cần trợ giúp vị thiên mệnh váy trắng cô nương này không diệp quang trợ giúp thiên mệnh váy trắng diệp quang nghe vậy lập tức lắc đầu cười một tiếng ta vẫn là chú ý tốt chính mình đi lão giả áo đen do dự một chút sau đó nói thiếu chủ lần này cường giả vĩnh sinh văn minh cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng không chỉ như thế theo tin tức đáng tin lần này bọn hắn còn mang theo một số siêu cấp thuật sư thời đại vĩnh sinh văn minh, bọn hắn là làm thật. Nghe vậy, Diệp Quang lập tức hơi kinh ngạc, nói thật ra, hắn rất bất ngờ. Bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới, vĩnh sinh văn minh này thế mà đi đến hệ ngân hà toàn bộ, hơn nữa, mục đích đi lần này là tru diệt cô cô váy trắng. Đây là ai dạy bọn họ? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quang đột nhiên cau mày. Chân vũ trụ có tiếng công không? lão giả lắc đầu cho tới bây giờ chân vũ trụ mặc dù không ngừng tăng binh về hướng hư chân chiến trường thế nhưng bọn hắn cũng không có ra tay đối với chuyện này chúng ta cũng là hết sức nghi hoặc diệp quang yên lặng không nói trong lòng âm thầm suy nghĩ vĩnh sinh văn minh cùng với chân vũ trụ đồng thời ra tay tuyệt đối không phải trùng hợp chẳng lẽ là nữ nhân xấu từ nhu kia đang làm chuyện xấu người khác không biết thực lực của cô cô váy trắng nhưng từ nhu là biết được chẳng lẽ là nữ nhân này sử mưu kế gì đó, làm cho vĩnh sinh văn minh này đi tìm cô cô váy trắng. Từ nhu Diệp quan khẽ lắc đầu, tâm tư của nữ nhân này thâm trầm như biển, vào rất nhiều thời điểm, hắn cũng đều có chút nhìn không thấu. Lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói Thiếu chủ, nhiều cường giả vĩnh sinh văn minh như vậy đi tới hệ ngân hà tru diệp thiên mệnh váy trắng, chúng ta thật sự không trợ giúp sao. Bên trong ám viện, ngoại trừ một số ít lão nhân như ám u, cũng không có bao nhiêu người biết thực lực chân chính của thiên mệnh váy trắng, mà lão cũng không phải là nhân vật 30 triệu năm trước, liền càng không biết. Nghe được lời nói của lão giả áo bào đen, Diệp Quang mỉm cười. Mặc niệm cho bọn hắn đi. Lão giả áo bào đen sửng sốt, không hiểu. Diệp Quang lại nói. Ngươi lui ra đi. Sau khi trở về, nói cho ám u, bảo lão chú ý động tĩnh của chân vũ trụ so sánh với vĩnh sinh văn minh hắn càng kiên kỵ chân vũ trụ hơn đặc biệt là chân vũ trụ hiện tại còn là do từ nhu tại chủ sự lão giả áo bào đen làm một lễ thật sâu liền muốn lui xuống diệp quang đột nhiên hỏi vĩnh sinh đại đế cũng đi sao lão giả áo bào đen lắc đầu không có nghe vậy diệp quang lập tức có chút thất vọng vĩnh sinh đại đế này thế mà không có đi cái tên này tại sao lại không đi lắc đầu diệp quang nói Ngươi đi xuống đi. Lão giả áo bào đen hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Sau khi lão giả áo bào đen lui xuống, Diệp Quang nhìn về phía vị tội vương một bên kia, nhìn thấy Diệp Quang nhìn mình, tội vương lập tức có chút khẩn trương. Việc của gã, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao, gã thế nhưng là lâm trận bỏ chạy, thuộc về phản bội quan huyền vũ trụ. Diệp Quang nói, Ngươi đi đi. Tội vương sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, Người thiếu chủ này cứ như vậy buông tha cho mình rồi Diệp Quang cũng không nói thêm gì nữa Hắn quay đầu nhìn về phía mặt niệm niệm một bên Cười nói Mặt Di, chúng ta đi thôi Mặt niệm niệm nhìn thoáng qua tội vương phía dưới Gật đầu Được Mấy người hóa thành kiếm quang tan biến ở chân trời Tại chỗ, tội vương lập tức thở dài một hơi Gã nhìn thoáng qua bốn phía Trên mặt nổi lên một vệt nụ cười Bây giờ ta đã là đại đế hẳn là cũng có thể trang bức trước những lão bằng hữu lúc trước kia, ha ha. Nói xong, gã trực tiếp hóa thành một vệt cầu vòng tan biến ở chân trời. Trên không, ba người mặt niệm niệm đi thẳng đến đạo tông. Trên đường đi, mặt niệm niệm nhìn thoáng qua Diệp Quang, cười nói. Lần này có thu hoạch không nhỏ. Diệp Quang gật đầu, cười nói. Thu hoạch rất lớn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tiểu bạch một bên, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Tiểu Bạch này thật là đáng sợ. Hắn hiện tại rốt cuộc biết lúc trước vĩnh sinh văn minh kia vì sao ngấp nghé Tiểu Bạch như thế rồi. Tiểu gia hỏa này nhìn như người vật vô hại, thế nhưng năng lực của nàng thật quá nghịch thiên. Đi theo Tiểu Bạch lăn lộn, thật quá sung sướng. Nhìn thấy Diệp Quang nhìn mình, Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, vung trảo nhỏ lên, một cây mứt quả rơi vào trước mặt Diệp Quang. Diệp Quang cười ha ha một tiếng, sau đó cầm mứt quả liền liếm. Mạc niệm niệm nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. Không biết vĩnh sinh đại đế chiêu mộ được bao nhiêu cường giả. Diệp quan trầm giọng nói. Mạc di, bây giờ chủ nhân đại đạo bút bị trấn áp, chân thần lại bị vũ trụ kiếp ngăn chặn, ta cảm thấy trật tự vũ trụ hiện tại rất có thể sẽ triệt để sụp đổ. Mạc niệm niệm lắc đầu. Đã sụp đổ. Diệp quang ngạc nhiên. Mạc niệm niệm khẽ cười nói. Mục đích của vĩnh sinh đại đế chính là muốn trật tự vũ trụ thế giới này sụp đổ. Cả khác biệt với chân thần, chân thần mặc dù đánh bại chủ nhân đại đạo bút, thế nhưng, nàng cũng không có lật đổ trật tự do chủ nhân đại đạo bút sáng lập, để vũ trụ này có quy tắc, có sinh tử, có luân hồi, không chỉ như thế, nàng còn tăng cường trật tự vũ trụ này. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Mà vĩnh sinh đại đế thì khác biệt, mục đích của gã là triệt để lật đổ trật tự hiện có, trở lại thời đại vĩnh sinh văn minh, Thời đại không có bất kỳ quy tắc nào khác, không có bất kỳ trật tự gì kia. Diệp Quang yên lặng, vẻ mặt âm u như nước. Mạc Niệm Niệm tiếp tục nói. Dĩ nhiên, cái trật tự này không phải là chúng ta hiện tại nên lo lắng, hiện tại phải cẩn thận là Vĩnh Sinh Đại Đế này, người này có thể khai sáng một cái thời đại văn minh, thực lực của gã không thể coi thường. Diệp Quang khẽ gật đầu. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói. Để ngươi tự mình đối mặt với Vĩnh Sinh Đại Đế ngươi có lòng tin không? Diệp Quang sửng sốt. Mạc Niệm Niệm nhìn Diệp Quang, cười không nói. Diệp Quang chân thành nói. Cho ta thời gian. Hiện tại đi đơn đấu cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế. Hắn khẳng định đánh không lại, đây là không thể nghi ngờ. Hắn cũng không phải thần tiên. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn. Cần mất bao lâu? Diệp Quang trầm giọng nói. Cho 10 năm đi. Mạc niệm niệm lắc đầu cười một tiếng. Ngươi nghĩ hay lắm. Nói xong, nàng nghiêm mặt nói. Hiện tại gã đối với ngươi mà nói, tự nhiên là rất mạnh, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của gã, nhưng ta cảm thấy, ngươi hẳn là phải có thêm chút áp lực mới được, cho nên, giao gã cho chính ngươi đối phó, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quang hỏi. Cho ta thời gian bao lâu? Mạc niệm niệm nói. Ba năm. Ba năm. Diệp Quang gật đầu. Có thể. Mạc Niệm Niệm cười nói, có lòng tin như vậy. Diệp Quang cười nói, "Ta nếu như là một tán tu, Mạc di coi như cho ta 100 năm, ta cũng không dám đáp ứng. Nhưng ta cũng không phải là tán tu, ta muốn tiền có tiền, muốn bối cảnh có bối cảnh, có được nhiều tài nguyên như vậy, đã chú định ta sẽ đi nhanh hơn so với người khác." Mạc Niệm Niệm mỉm cười cha ngươi năm đó tiến hành nuôi thả ngươi một quãng thời gian, nhưng thật ra là đúng. Nếu như Diệp Quang ngay từ đầu liền đi theo nhân gian kiếm chủ cùng với Tần Quang, thực lực bây giờ khẳng định sẽ mạnh hơn, thế nhưng, lại tuyệt đối sẽ không có phần tâm cảnh cùng với nghị lực này. Đây là phụ mẫu không cho được, mà vừa vặn loại này lại là trọng yếu nhất. 3 năm Diệp Quang đột nhiên nhớ tới, hắn cùng với Từ Kính còn có một năm ước hẹn. Đến lúc đó cùng với Từ Kính, là đánh hay là không đánh? hơi lúng túng một chút. đúng lúc này, mặt niệm niệm đột nhiên nói: chúng ta đến rồi. diệp quang thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nơi xa, ở cuối tầm mắt có một tòa cô sơn, cô sơn thẳng đứng ngàn trượng, đâm thẳng vào trong mây, tứ phía dốc đứng thẳng đứng, vô cùng hiểm trở. mà ở phía trên cô sơn kia, có thể mơ hồ nhìn thấy mấy chục tòa đại điện cổ lão. đạo tông. diệp quang đang muốn tiến lên. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói. Ngươi nói xem, vĩnh sinh đại đế có thể đã biết ngươi đến nơi này rồi hay không? Nghe vậy, Diệp Quang cười nói. Sẽ không? Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Quang, khá hứng thú. Nói thế nào? Diệp Quang bình tĩnh nói. Quan huyền vũ trụ chúng ta rất xem trọng vĩnh sinh đại đế này, bởi vậy, thời khắc chú ý hành tung của gã, thế nhưng, vị vĩnh sinh đại đế này trời sinh tính cuồng vọng, không coi ai ra gì, cả đời chỉ từng thua chủ nhân đại đạo bút trong mắt gã bây giờ chủ nhân đại đạo bút không có gã liền là đệ nhất nhân thế gian chớ nói ta e rằng vị chân thần kia cũng đều không được gã để vào mắt nói xong hắn nhìn về phía mặt niệm niệm đây cũng là nguyên nhân mạc di dẫn ta tới nơi này sao nghe được diệp quang trong lòng mặt niệm niệm lập tức có chút chấn kinh vẫn còn có chút xem nhẹ tên tiểu tử này tên tiểu tử này bình thường không ồn ào thoạt nhìn vô cùng đàng hoàng, kỳ thực có 800 cái tâm nhãn, khó trách lúc trước tháp nhỏ chơi không lại hắn, sớm bại lộ thân phận của hắn. Người bình thường, thật đúng là không thể chịu được tên tiểu tử này. Mạc niệm niệm thu hồi suy nghĩ, cười nói. Đi thôi. Ba người tới phía trên tòa cô sơn kia, đập vào mắt là một tòa cửa đá thật to, cửa đá rộng chừng trăm trượng, hai phía là hai cây cột đá cao tới trăm trượng chống đỡ, mà ở chính giữa cửa đá, có hai chữ to màu vàng sẫm, Đạo tông. Đạo tông. Diệp Quang nhìn vào trong cửa đá, sau cửa đá là một đạo thềm đá, thềm đá dài vài dặm, mà ở nơi cuối cùng là một tòa đại điện to lớn. Ở phía trên cả tòa cô sơn, yên tĩnh giống như chết, vô cùng hoang vu. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói: "Ngươi đi vào đi." Diệp Quang nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. "Mạc Di không đi vào cùng với ta." Mạc Niệm Niệm cười nói: Ngươi đi đi. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Quang im lặng, ngươi tin tưởng ta, nhưng ta không tin mình. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù rất mạnh, thế nhưng hắn biết rõ, hắn phải đối mặt là những lão quái vật mấy chục triệu năm trước. Đều ít nhất là cường giả cấp bậc đại đế. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Diệp Quang cũng là có chút phát khổ, địch nhân của mình, thật sự chính là càng ngày càng cường đại, đây quả thật là quá khó khăn. Mạc Niệm Niệm cười nói, mau vào đi thôi. Diệp Quang thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu, sau đó đi về phía nơi xa. Nhìn Diệp Quang đi về phía nơi xa, trên khóe miệng mặt niệm niệm nổi lên một vệt nụ cười giống như cười mà không phải cười. Sau khi tiến vào cửa đá, Diệp Quang theo thềm đá lát đá xanh kia đi vào trước đại điện kia, nhưng hắn không có bước vào. Mặt di rõ ràng chính là muốn rèn luyện chính mình, mà nàng cùng với mình đi tới đây, lại không tiến vào, hết sức rõ ràng, đây là có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Quang nhìn thoáng qua trong đại điện, trong đại điện rỗng tuyết, cái gì cũng không có, nhưng càng là như thế, hắn liền càng có chút bất an. Diệp Quang do dự một chút, sau đó hỏi. Tiền bối, đi ra tâm sự đi. Không có bất kỳ đáp lại gì. Diệp Quang lại nói. Tiền bối không đi ra tâm sự, ta đây liền sẽ đi. Nói xong, hắn quay người muốn đi, hắn cảm thấy không thích hợp, Mặc Di mặc dù sẽ không hại hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thích hợp, bởi vậy, quả quyết lựa chọn chuồng đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên trào ra từ bên trong tòa đại điện kia, trong nháy mắt liền bao phủ hắn lại, sau đó cưỡng ép kéo hắn vào bên trong tòa đại điện kia. Trong lòng Diệp Quang kinh hãi, vội vàng rút kiếm chém. Ầm. Uhm. Kiếm quang vỡ. Vẻ mặt của Diệp Quang lập tức biến đổi, mà hắn còn muốn xuất kiếm, lúc này, Hắn đã bị kéo vào trong đại điện Ngoài sơn môn Nhị nha nhìn thấy một màn này Cao mày liền muốn xuất thủ Nhưng lại bị mạc niệm niệm ngăn lại Nhị nha nhìn về phía mạc niệm niệm Mạc niệm niệm cười nói Không có chuyện gì Nhị nha do dự một chút Sau đó gật đầu Nàng tự nhiên là tin tưởng mạc niệm niệm Bởi vì mạc niệm niệm sẽ không hại Diệp Quang Trong điện nơi xa Diệp Quang sau khi bị cổ lực lượng kia kéo vào trong điện một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn, nữ tử mặc một bộ áo đỏ, tóc bạc trắng, dung nhan tuyệt thế, đôi tròng mắt kia tựa như tinh thần mênh mông, vô cùng thâm thúy. Dù hắn đã gặp qua không ít nữ tử tuyệt sắc, nhưng nhìn thấy nữ tử trước mắt vẫn như cũ có chút bị kinh diễm. Mà vào vào giờ khắc này, nữ tử này đang nhìn chằm chằm hắn. Ta đẹp mắt không? Diệp Quang gật đầu. Nữ tử hiếp hai mắt lại, một cổ áp lực đáng sợ trực tiếp bao phủ lại Diệp Quang, như vạn sơn áp đỉnh khiến cho người ta không thở nổi diệp quan lại không sợ chút nào nhìn thẳng nữ tử tiền bối nói thật lòng cũng sai sao nữ tử sau khi nhìn chằm chằm diệp quan chốc lát trên khuôn mặt lập tức nổi lên một nụ cười âm trầm không kiêu ngạo không tự ti rất có can đảm diệp quan sửa sang lại quần áo một chút sau đó nghiêm mặt nói tiền bối phản bối tới đây là muốn kết một thiện duyên cùng với đạo tông nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, đạo ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Đạo ấn. nhìn thấy đạo ấn, nữ tử kia lập tức hiếp hai mắt lại. bên trong con ngươi như ngôi sao đột nhiên tản mát ra ánh sáng xanh. Thiện duyên. Diệp quang gật đầu. nữ tử nhìn chầm chầm Diệp quang, nhìn không ra hỉ nộ. đã từng gặp chủ nhân đại đạo bút. Diệp quang gật đầu, hắn phát hiện ra chủ nhân đại đạo bút này trước kia thật sự là một vị danh nhân. Những cường giả cổ lão này đều biết. Nữ tử đánh giá đạo ấn một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Quang, lại hỏi: "Y vì sao đưa đạo ấn cho ngươi?" Diệp Quang nói: "Không phải y đưa cho ta, là y cho người khác, sau đó bị ta đoạt lấy, chẳng qua, sau này gặp y, y cũng không đòi lại." Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quang, phản phất như như muốn nhìn thấu hắn. Diệp Quang lại là không sợ chút nào, đối mặt nói: "Tiền bối thực không dám giấu giếm, ta cùng với vĩnh sinh đại đế là tử địch, hôm nay tới đây, một là vì kết một thiện duyên cùng với quý tông, dĩ nhiên, mục đích của ta cũng không đơn thuần, kết một thiện duyên là thật, hy vọng quý tông ngày sau có thể giúp ta một tay cũng là thật. Nữ tử giống như cười mà không phải cười. Nếu như đạo tông chúng ta không giúp ngươi thì sao? Diệp quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cũng không sai cả, không đối địch với ta là được rồi. Nữ tử cười nói. Nếu như sau khi chúng ta ra ngoài đối địch với ngươi thì sao? Diệp Quang khẽ lắc đầu. Có khả năng này, chẳng qua, ta vẫn nguyện ý suy nghĩ về hướng tốt. Dĩ nhiên, đây cũng là đang đánh cược, cược đạo tông có xấu hổ hay không? Nếu như các ngươi giống như cha ta, không phải. Nếu như các ngươi thật lựa chọn không biết xấu hổ, ta đây cũng không có cách nào. Nói xong, Diệp Quang có chút xấu hổ, vẫn là đừng có nói xấu cha già thì tốt hơn, cha già nhiều khi, vẫn là rất có ý tứ nữ tử đột nhiên cười nói nếu như ta đoạt đạo ấn của ngươi thì sao diệp quang bình tĩnh nói cô nương nếu như ưa thích cứ cầm lấy đạo ấn không quan trọng mà thôi nữ tử trừng mắt nhìn sau đó trực tiếp thu hồi đạo ấn vẻ mặt của diệp quang lập tức liền đen lại mẹ nó ngươi sẽ không thật sự lựa chọn không biết xấu hổ đó chứ nhìn thấy vẻ mặt của diệp quang nữ tử cười xinh đẹp một tiếng làm sao không bỏ được diệp quang yên lặng hắn dĩ nhiên không bỏ được đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới thế gian này lại có thể có người không biết xấu hổ như vậy phong phạm cường giả đâu ngạo khí cường giả đâu ngươi tại sao không có thấy vẻ mặt của diệp quang nữ tử lập tức cười rộ lên trên ngực có từng đợt sóng dường như muốn xông ra khỏi áo mặc kệ lời của ngươi nói là thật hay giả ngược lại ta là tưởng thật diệp quang cười khổ trong lòng bất đắc dĩ nữ tử này dung nhan tuyệt thế thực lực nghịch thiên nhưng lại có chút không biết xấu hổ đây thật là thất sách nữ tử liếc mắt đánh giá diệp quang sau đó cười nói ngươi tên gì diệp quang nói diệp quang nữ tử khẽ gật đầu cười nói diệp công tử ngươi đưa cho ta đạo ấn Muốn kết một cái thiện duyên cùng với đạo tông chúng ta, phần khí phách này, quả thực cao minh, nếu ngươi đã phóng khoáng như vậy, đạo tông chúng ta cũng không thể keo kiệt, phần thiện duyên này của ngươi, đạo tông chúng ta kết. Diệp Quang yên lặng, nữ nhân này đang giả vờ ngây ngốc, chỉ nói kết thiện duyên, thế nhưng sự tình ra sức lại nửa điểm cũng đều không nhắc. Nữ tử trừng mắt nhìn. Diệp công tử, ngươi còn có chuyện gì khác không? Diệp Quang mỉm cười nói. Không có cô nương nếu đã có đạo ấn thoát khốn cũng hẳn là chuyện vô cùng đơn giản nếu như thế ta đây liền cáo từ nói xong hắn ôm quyền sau đó quay người rời đi nữ tử nhìn diệp quang giống như cười mà không phải cười không có chút ý tứ muốn giữ lại nào mà diệp quang cũng không cố ý thả chậm bước chân hắn bước nhanh rời khỏi đại điện tan biến ở phía xa trong điện nữ tử sửng sốt rõ ràng không nghĩ tới diệp quang này nói đi liền đi ở ngoài điện, Diệp Quang lắc đầu cười một tiếng, nữ tử đạo tông này là thật sự lựa chọn không biết xấu hổ. Khó giải. Diệp Quang hận không thể quất chính mình một bạc tai, lần sau gặp được nữ nhân, tuyệt đối không thể lại cược. Nhìn thấy Diệp Quang đi tới, mặt niệm niệm lập tức đi tới. Như thế nào? Diệp Quang cười khổ, sau đó kể lại sự tình một lần. Sau khi nghe xong lời nói của Diệp Quang, mặt niệm niệm lập tức nở nụ cười, cười đến nước mắt cũng đều sắp trào ra nhị nha nhìn thoáng qua diệp quang cho nên ngươi liền cho nàng đạo ấn rồi diệp quang ngượng ngập cười cười không nói lời nào nhị nha lắc đầu dương gia làm sao lại sinh ra một kẻ thành thật như ngươi tiểu bạch trừng mắt nàng bay đến trước mặt diệp quang trảo nhỏ nhẹ nhàng sờ lên mặt diệp quang mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cũng là có chút khó có thể lý giải được làm sao đến thế hệ này liền sinh ra một kẻ da mặt mỏng mặt niệm niệm cười nói ngươi cái gì cũng đều kế thừa lại hết lần này đến lần khác không có kế thừa da mặt của cha ngươi không biết là tốt hay xấu nghe được mặt niệm niệm tiểu bạch lập tức kích động lên trảo nhỏ quơ với tốc độ cao hơn nữa càng rung động càng xúc động diệp quang nhìn về phía nhị nha nhị nha bình tĩnh nói nàng nói cha ngươi mượn đồ vật tựa như là lão hổ mượn heo có mượn không có trả diệp quang lắc đầu cười một tiếng hắn hiện tại đã biết tiểu bạch vì sao có chút phòng bị chính mình. Hóa ra, vấn đề đều ở trên người cha già. Cha già thiếu nợ khắp nơi. Mặt niệm niệm xoa xoa khuôn mặt nhỏ bất bình của tiểu bạch, sau đó nhìn về phía Diệp Quang, cười nói. Đạo ấn kia của ngươi, liền thật sự cho nữ tử kia như vậy sao? Diệp Quang cười nói. Nàng nếu như thật sự muốn, vậy liền cho nàng chứ sao? Mặt niệm niệm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Đại điện cách đó không xa kia đột nhiên rung động, ngay sau đó, trên không đại điện xuất hiện một đạo đại đạo phù ấn, mà sau một khắc, một khối đạo ấn đột nhiên phóng lên tận trời, đánh vào đại đạo phù ấn kia. Ầm. Uhm. Đại đạo phù ấn vỡ nát, tiêu tán ở chân trời. Lúc này, trong đại điện, một nữ tử chậm rãi đi ra, mà vào giờ khắc này, khí tức của nữ tử này lại là điên cuồng tăng vọt, khí tức mạnh mẽ chấn cho thiên địa cũng đều rung động. Vẻ mặt của Diệp Quang động dung thực lực của nữ nhân này tuyệt đối là vượt xa vận mệnh đại đế. mặt niệm niệm nhìn thoáng qua nữ tử không nói gì. diệp quang nhìn nữ tử, nữ tử ăn mặc một chiếc váy dài màu trắng nhạt, trên váy vẽ cảnh núi non sông nước như một bức tranh phong cảnh tuyệt diệu, điềm tĩnh thanh nhã, vừa phá phong ấn trên mặt nàng mang theo nụ cười sáng lạng, đó là nụ cười phát ra từ đáy lòng khiến cho người ta ấm áp như gió xuân. nữ tử đột nhiên duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa duỗi ra dáng người hoàng mỹ kia lập tức không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí, đặc biệt là phần ngực, phản phất như có thể chèo chống một mảnh bầu trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quang nhìn cũng là kinh hãi không thôi, dĩ nhiên, hắn cũng không có nhìn nhiều. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Quang xa xa, nàng giống như cười mà không phải cười. Diệp công tử Vừa dứt lời, Diệp Quang chính là cảm nhận được một cổ luồng gió thơm đập vào mặt, sau một khắc, nữ tử đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quang nói. Chúc mừng cô nương. Nữ tử cười nói. Đây là nhờ sự khẳng khái vô tư của Diệp Công Tử, bằng không, ta còn không biết sẽ bị giam bao lâu. Lúc này, mặt niệm niệm đột nhiên nói. Cô nương là bị chủ nhân đại đạo bút phong ấn. Nữ tử nhìn về phía mặt niệm niệm, cười nói. Đúng thế. Mặt niệm niệm khẽ gật đầu. Ngươi nói xem, y có thể lại phong ấn ngươi một lần nữa không nữ tử hiếp hai mắt lại không nói lời nào mặt niệm niệm nhìn chằm chằm nữ tử cười nói cô nương nhặt được tiện nghi cũng đừng lại khoe mẽ tên tiểu tử này thiện tâm lại là một người thực tế nhưng hắn cũng không phải đồ đần cô nương thông minh như vậy hẳn là hiểu rõ ý tứ của ta đúng không nữ tử nhìn thoáng qua mặt niệm niệm cùng với nhị nha cười nói cô nương không cần phải tức giận Nguyệt già ta không phải loại người không biết tốt xấu kia, ta là thấy hắn thú vị, chỉ đùa với hắn một chút thôi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quang, cười nói. Diệp công tử, vì cảm tạ ngươi cứu ta, ta quyết định báo đáp ngươi. Mạc niệm niệm cười nói. Lấy thân báo đáp. Diệp Quang nghe xấu hổ, hắn vội vàng nói. Mạc Di. Mạc niệm niệm liếc mắt trừng Diệp Quang. Cha ngươi là da mặt quá dày, ngươi là da mặt quá mỏng, đặc biệt là đối đãi với nữ tử, ngươi phải có một phần mười thủ đoạn của cha ngươi. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lập tức lắc đầu. Không được, cha ngươi đã không tính là đa tình, mà là lạm tình. Diệp qua ngượng ngập cười cười, không dám nói tiếp. Hắn biết, thân phận của Mạc Di trước mắt vô cùng đặc thù, coi như là cha già ở nơi đây, e là cũng đều không dám nói gì. Về phần mình, nghe lời là được, ngược lại ở dương gia chính mình là một đứa cháu trai mà lúc này nữ tử kia đột nhiên cười nói lấy thân báo đáp nói xong nàng liếc mắt đánh giá diệp quang nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên quyến rũ vị diệp công tử này tuấn tú lịch sự thiên phú lại cực cao thân phận còn không bình thường nếu như hắn không ngại lấy thân báo đáp cũng không phải là không thể được nói xong nàng còn vứt ra một cái mị nhãn đối với diệp quang thật sự là mị nhãn như tơ phong tình vạn chủng khiến cho người ta thú huyết sôi trào yêu nữ lúc này nhị nha đột nhiên đấm ra một quyền vẻ mặt của nữ tử lập tức biến đổi phất tay áo vung lên ầm uhm. theo một tiếng vang trầm muộn vang lên nguyệt già trực tiếp lùi đến cửa đại điện nàng sau khi dừng lại trong mắt có một vệt chấn kinh lực lượng thật là cường đại nhị nha nhìn chằm chằm nguyệt già đừng tưởng rằng ngược lớn ta liền không dám đánh ngươi nguyệt già cười cười sau đó nhìn về phía diệp quang trong mắt có một tia ánh sáng dị dạng lai lịch thân phận của thiếu niên này thật sự không đơn giản nguyệt già cười nói diệp công tử vì cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp ta quyết định báo đáp ngươi ta dẫn ngươi đi đạo cung cầm bảo vật diệp quang nhíu mày đạo cung nguyệt già gật đầu đúng thế Diệp Quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói: "Nơi này không phải đạo cung sao?" Nguyệt già cười nói: "Tự nhiên không phải, đạo cung ở sâu trong lòng đất, bị phong bế mấy ngàn vạn năm, hết thảy bảo tàng đạo môn đều ở trong cung điện dưới lòng đất." Diệp Quang quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, "Có bảo bối hay không?" Tiểu Bạch rõ ràng nhất. Tiểu Bạch đột nhiên bay tới mặt đất, nàng để trảo nhỏ dưới đất, một lát sau, nhãn tình của nàng sáng lên, sau đó hất trảo nhỏ ầm ầm trong chớp mắt ở sâu trong lòng đất từng thanh âm ầm ầm không ngừng truyền đến dường như có đồ vật gì muốn xông ra nhìn thấy một màn này trong đôi mắt đẹp của nguyệt già một bên lập tức lóe lên một tia chấn kinh nàng không nghĩ tới tiểu gia hỏa thoạt nhìn dễ thương kia lại là một vị linh tổ sâu trong lòng đất thanh âm ầm ầm không ngừng truyền đến thế nhưng vật kia chính là không có xông ra tiểu bạch cao mày lúc này nguyệt già cười nói đạo cung này có phong ấn chủ nhân đại đạo bút lưu lại bảo vật bên trong là không ra được tiểu bạch trừng mắt nhìn sau đó nhìn về phía nhị nha cùng với mặt niệm niệm mặt niệm niệm lại là nhìn về phía diệp quang diệp quang suy nghĩ một chút sau đó nhìn về phía nguyệt già nguyệt già tiền bối chúng ta đi đạo cung nguyệt già cười nói dĩ nhiên có khả năng chẳng qua chỉ có bốn người chúng ta đi diệp quang cao mày nguyệt già chân thành nói diệp công tử đạo cung này là chỗ cất giữ toàn bộ bảo vật của đạo tông chúng ta nếu như mang linh tổ này của ngươi đi vào e rằng nàng sẽ lấy đi toàn bộ bảo vật của đạo tông chúng ta cho nên không thể mang nàng đi ở một bên tiểu bạch nghe được lời ấy lập tức giận dữ nàng trực tiếp móc ra một quả bom siêu cấp mẹ nó hủy diệt đi nàng cũng không có chút do dự trực tiếp nhấn xuống cái nút kia nhìn thấy một màn này vẻ mặt của diệp quan kịch biến trong nháy mắt liền muốn lui lại nhưng vào lúc này mặt niệm niệm ngăn cản tiểu bạch tiểu bạch ôm lấy đầu mặt niệm niệm chính là cọ một hồi vừa cọ còn vừa chỉ nguyệt già xa xa rõ ràng vô cùng tức giận bỏ lại tiểu bạch diệp quang tự nhiên là không đồng ý đang muốn nói chuyện đúng lúc này mặt niệm niệm đột nhiên cười nói các ngươi đi đi diệp quang nhìn về phía mặt niệm niệm không hiểu mặt niệm niệm cười nói Ngươi cùng với vị Nguyệt già cô nương này. Diệp Quang còn muốn nói điều gì, mặt niệm niệm nói. Chúng ta đi địa phương khác dạo chơi, đến lúc đó tới đón ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo nhị nha cùng với tiểu bạch tan biến ở chân trời. Trong mắt Diệp Quang có nghi hoặc. Nguyệt già nhìn thoáng qua chân trời, sau đó cười nói. Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng cũng không đợi Diệp Quang nói chuyện trực tiếp mang theo hắn tan biến ở tại chỗ. Trên đám mây chỗ chân trời, nhị nha nhìn phía dưới. Niệm niệm cô nương, tâm cơ của nữ nhân kia quá sâu, nàng sẽ tính toán tên tiểu tử kia. Mặt niệm niệm gật đầu. Ta biết. Nhị nha nghi ngờ nói. Vậy ngươi còn để cho hắn đi theo nàng. Ngươi không sợ hắn ngay cả quần đều bị người ta lừa gạt đi sao? Mạc niệm niệm mỉm cười. Không nên xem thường tên tiểu tử này, Tên tiểu tử này nội liễm hơn so với hắn cha rất nhiều, thế nhưng, đầu óc lại không kém chút nào, nữ nhân kia mặc dù không phải một người hiền lành, nhưng mong muốn bắt chẹt tên tiểu tử này, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhị Nha gật đầu. Xác thực, đứa cháu trai này, ngày ngày nhìn chầm chầm tiểu bạch, khẳng định đang nghĩ cách mượn đồ vật từ chỗ của tiểu bạch, cũng không phải một một đứa cháu ngoan. Tiểu bạch. Mặt niệm niệm cười cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng cau mày, nhị nha hỏi làm sao vậy mạc niệm niệm nói chân vũ trụ điều động cường giả càng ngày càng nhiều chúng ta phải trở về một chuyến nhị nha nhìn xuống phía dưới tên tiểu tử này mạc niệm niệm nói có người bảo hộ hắn nói xong nàng trực tiếp mang theo nhị nha cùng với tiểu bạch tan biến ở tại chỗ ở dưới sự dẫn đầu của nguyệt già hai người đi vào sâu trong lòng đất trong lòng đất tối tăm không khí mỏng manh, bốn phía tràn ngập một cổ cảm giác ác bách, khiến cho người ta khó mà hô hấp. Hai người theo một lối nhỏ đi đến phía trước, đi ước chừng một khắc đồng hồ, hai người đi tới trước một cánh cửa đá, Nguyệt già đẩy cửa đá ra, một tòa lăng mộ hùng vĩ tráng lệ chính là xuất hiện ở trong ánh mắt hai người. Lăng mộ chiếm diện tích cực lớn, dài rộng mấy vạn trượng, ở bên trong cung điện dưới lòng đất có thể mơ hồ nhìn thấy vài tòa tháp cao lầu cát, cả tòa lăng mộ một mảnh đen kịt tăng thêm yên tĩnh giống như chết, bởi vậy, bốn phía vô cùng âm u, tựa như một tòa quỷ thành. Trong bóng tối, Nguyệt già nhìn lăng mộ trước mắt, trong mắt lập lòe hào quang dị dạng. Diệp Quang nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh, không nói gì. Lúc này, Nguyệt già đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một đám lửa đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay nàng, chỉ một thoáng, nhiệt độ bốn phía tăng vọt trong nháy mắt, cùng lúc đó ánh lửa đoàn hỏa diễm kia phát ra trực tiếp chiếu rọi trọn tòa lăng mộ giống như ban ngày. Diệp Quang nhìn về phía cách đó không xa, phía trên đại môn lăng mộ, có hai chữ lớn cổ lão, đạo cung. Nguyệt già mở lòng bàn tay ra, đạo ấn đột nhiên phóng lên tận trời từ trong tay nàng, mà theo đạo ấn xuất hiện, trên không cung điện dưới lòng đất kia lập tức hiện ra một đạo đại đạo phù ấn. Nguyệt già điểm một cái đối với đạo đại đạo phù ấn kia. Đi. Đạo ấn trực tiếp bay đi, đâm vào trên đạo đại đạo phù ấn kia. Oanh! Đại đạo phù ấn vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng bắn tung tóe về phía bốn phía, mà ở phía dưới, lăng mộ đột nhiên khẽ rung lên, từng đạo năng lượng thần bí bắt đầu tán đi về phía bốn phía. Nguyệt già dạ hơi hơi nhất khóe miệng lên. Diệp công tử, phong ấn đã được giải trừ. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, khối đạo ấn kia bay trở về đến trong tay nàng, nàng đưa đạo ấn tới trước mặt Diệp Quang trả lại cho ngươi. Diệp Quang thu hồi đạo ấn. Nguyệt già trừng mắt nhìn. "Ngươi thật giống như không có chút ngoài ý muốn nào." Diệp Quang bình tĩnh nói. "Cô nương không phải loại người như vậy." Nguyệt già nhìn Diệp Quang. "Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không phải loại người như vậy?" Diệp Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói. "Trực giác." Nguyệt già hơi sững sờ, chợt cười ha hả, nàng không cười còn tốt, vừa cười phần ngực lập tức sóng sánh mãnh liệt. Diệp Quang dời ánh mắt đi, nữ nhân này là lớn nhất bên trong những nữ nhân hắn từng thấy, lớn như vậy, chẳng lẽ không sẽ sao? Nguyệt già sau khi cười xong, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quang, sau đó nói. Diệp công tử, ta cho ngươi một lời khuyên, đừng có tiến hành khảo nghiệm nhân tính, đạo ấn này của ngươi so với ngươi tưởng tượng còn muốn trân quý hơn, cho dù là ta, cũng sẽ động tâm, bởi vì có được vật này, liền có thể phá được hết thảy phong ấn ở giữa thế gian đạt được vô số cơ duyên diệp quang cười nói như vậy nguyệt già cô nương vì sao không chiếm thành của mình nguyệt già hỏi lại như vậy diệp công tử vì sao nguyện ý tùy tiện đưa ấn này cho ta diệp quang chân thành nói ta không nghĩ tới nguyệt già cô nương sẽ thật sự muốn nguyệt già lập tức cười rộ lên tiếng cười như chuông lục lạc thanh thúy dễ nghe sau khi cười chốc lát nàng nhìn thoáng qua diệp quang Chúng ta đi thôi." Diệp Quang gật đầu, hai người đi vào bên trong cung điện. Cả tòa Lăng mộ chỉ có hai người bọn họ, bởi vậy vô cùng yên tĩnh, bốn phía lộ ra một cổ âm u. Rất nhanh, hai người đi tới một ngôi đại điện, mà vào một khắc tiến vào đại điện, sắc mặt của hai người kịch biến trong nháy mắt, bởi vì trong nháy mắt bọn hắn tiến vào đại điện, tu vi toàn thân trực tiếp bị áp chế. Vào giờ khắc này, liền như là lúc ban đầu ở Vĩnh Sinh Bí cảnh vậy hai người đều là trong lòng kinh hãi liền muốn thối lui về phía sau nhưng lúc này phía sau bọn họ trực tiếp xuất hiện một tầng bình chướng vô hình cắt cao ngăn trở bọn hắn diệp quang vội vàng xuất ra đạo ấn mà vào giờ khắc này đạo ấn vậy mà không có bất kỳ tác dụng gì lúc này một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên đạo ấn không có tác dụng bởi vì phong ấn ở nơi này cũng không phải là do chủ nhân đại đạo bút lưu lại diệp quang cùng với nguyệt già dạ quay đầu nhìn lại Cách đó không xa, nơi đó có một bà lão ngồi xếp bằng, bà lão ăn mặc một bộ trường bào, tóc xỏa tung, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn có chút âm lãnh. Bà lão nhìn chầm chầm Diệp Quang. Ngươi biết chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quang gật đầu. Gặp qua một lần. Bà lão hiếp hai mắt lại. Gặp qua một lần. Diệp Quang nói. Tiền bối thế nhưng là muốn hỏi, ta có phải thiên mệnh chi nhân hay không? Nói xong, Hắn giang hai tay ra. Trên người của ta cũng không có thần đạo ký vận." Bà lão nói. "Trên người ngươi xác thực không có thần đạo ký vận, thế nhưng ngươi lại có đạo ấn, chuyện này hết sức không tầm thường." Diệp Quang cười nói. "Đạo ấn này là ta ngẫu nhiên đoạt được." Miệt già vỗ bả vai Diệp Quang một cái, có chút bất mãn. "Bà ta hỏi ngươi đáp sao? Dựa vào cái gì?" Diệp Quang bình tĩnh nói. Sau khi ra ngoài cửa, dĩ hòa vi quý. Nguyệt già còn muốn nói điều gì, cách đó không xa, bà lão kia đột nhiên nhìn về phía Nguyệt già, tay phải bà ta đột nhiên nâng lên, sau một khắc, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại Nguyệt già. Oanh! Nguyệt già lập tức như vạn sơn áp đỉnh, khí tức cứng lại, suýt chút nữa ngã sụi lơ. Nguyệt già hoảng hốt. Diệp quan vội vàng nói. Tiền bối. Bà lão thu hồi tay phải, Cổ uy ác kinh khủng trên người Nguyệt già kia lập tức tán đi, nhưng nàng lại trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Bà lão nhìn thoáng qua Diệp Quang. Cho ngươi mặt mũi. Diệp Quang vội vàng viện Nguyệt già, trong lòng rung động, bởi vì hắn phát hiện ra nếu như bà lão này thu tay chậm lại một chút, Nguyệt già e rằng sẽ thần hồn câu diệt. Ánh mắt của bà lão một lần nữa rơi vào trên người Diệp Quang. Ta liền rất ngạc nhiên, ngươi nếu không phải người y chọn chúng. Vậy y vì sao muốn đưa đạo ấn cho ngươi?" Diệp Quang lắc đầu. "Tiền bối, nói thật ra, ta cũng không biết, đạo ấn này là ta ngẫu nhiên đoạt được, mà vào lúc ta gặp được y, y cũng không có đòi lại, về phần nguyên nhân, ta xác thực không biết." Bà lão sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quang trong chốc lát, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nói lời nào. Diệp Quang nhìn về phía nguyệt già trong ngực. "Không có sao chứ?" Nguyệt già gắt gao nhìn chằm chằm bà lão xa xa nếu như ra ngoài. Bà lão bình tĩnh nói. Cho dù ra ngoài, mười ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp quan sửng sốt. Thực lực của Nguyệt già, hắn thế nhưng là biết được, đây tuyệt đối là tồn tại kinh khủng vượt xa vận mệnh đại đế. Mà thực lực của bà lão trước mắt này chẳng lẽ còn mạnh hơn so với vận mệnh đại đế. Dường như nghĩ đến cái gì, trong lòng Diệp quan giật mình. Tiền bối thế nhưng là vũ trụ thần linh. Vũ trụ thần linh nghe được diệp quang trong mắt bà lão kia lóe lên một ti kinh ngạc ngươi cũng rất cơ trí diệp quang yên lặng trong lòng có chút chấn kinh hắn cũng từng nhìn thấy vũ trụ thần linh ví dụ như vị âm thần kia nhưng mà thực lực của đối phương lại ngay cả chấp kiếm giả cũng đều đánh không lại tương phản đại đế hắn nhìn thấy lại là một người lợi hại hơn một người bởi vậy hắn trong tiềm thức cho rằng vũ trụ thần linh không bằng đại đế nhưng hiện tại xem ra bên trong vũ trụ thần linh cũng có mạnh yếu vũ trụ chi linh mạnh mẽ còn khủng bố hơn nhiều so với đại đế trong ngực diệp quang nguyệt già cũng là vô cùng chấn động nàng không nghĩ tới nơi này lại giam giữ một vị vũ trụ thần linh bà lão kia đột nhiên chậm rãi đóng hai mắt lại không biết đang suy nghĩ gì diệp quang do dự một chút sau đó nói tiền bối là chủ nhân đại đạo bút trấn áp ngươi ở chỗ này bà lão lắc đầu cũng không phải y, là một người hoàn toàn khác. Diệp Quang có chút hiếu kỳ, vậy mà không phải chủ nhân đại đạo bút, nếu như không phải chủ nhân đại đạo bút, vậy là ai có thể trấn áp người này ở trong đây? Dường như biết suy nghĩ của Diệp Quang, bà lão đột nhiên nói. Nhận biết chân thần không? Chân thần. Diệp Quang kinh ngạc. Là nàng. Bà lão hiếp hai mắt lại, trong mắt có hàng quang. Ngươi biết nàng. Diệp Quang lắc đầu ta không biết nàng chẳng qua ta biết chân vũ trụ bà lão nắm thật chặt hai tay sắc mặt băng lãnh đến cực điểm ở sâu trong đôi mắt lại lập lòe một tia mừng rỡ diệp quang do dự một chút sau đó nói tiền bối tu vi của ngươi giống như không có bị trấn áp bà lão bình tĩnh nói không có diệp quang nghi hoặc vậy chúng ta bà lão nói các ngươi quá yếu biểu lộ của Diệp Quang cứng đờ. Bà lão nhìn Diệp Quang cùng với Nguyệt già, ánh mắt lấp lóe, không nói lời nào. Diệp Quang lập tức đề phòng, dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, lúc này, bà lão kia đột nhiên cười nói. Đoán được rồi. Vẻ mặt của Diệp Quang vô cùng khó coi. Phong ấn ở nơi này, đúng là phong ấn chân thần lưu lại, thế nhưng, phong ấn này cũng không có công năng áp chế tu vi của người ta, nếu như ta không có đoán sai, là người áp chế tu vi của chúng ta bà lão đột nhiên nở nụ cười cười vô cùng âm u thật thông minh diệp quang nhìn chằm chằm bà lão ngươi mới vừa rồi hỏi ta nhiều như vậy chính là muốn biết ta liệu có phải là người của chủ nhân đại đạo bút hoặc là chân thần đúng không bà lão cười nói ngươi không thể nào là người của chân thần bởi vì ngươi không phải vũ trụ thần linh chân chính để cho ta lo lắng chính là sợ ngươi là thiên mệnh chi nhân Thiên mệnh chi nhân, có được thần đạo khí vận bảo hộ, nếu như ta đoạt xá ngươi, cho dù thành công, vị chủ nhân đại đạo bút kia cũng sẽ không bỏ qua cho ta, cũng may. Ngươi cũng không phải là thiên mệnh chi nhân. Diệp Quang khẽ gật đầu. Ta xác thực không phải thiên mệnh chi nhân, ta là người của thiên mệnh. Bà lão hiếp hai mắt lại. Người của thiên mệnh. Diệp Quang lắc đầu. Quên đi, hôm nay là Diệp Quang ta ngã ngựa ngươi muốn đoạt xá liền tranh thủ thời gian đoạt xá đi hắn đã từng nói không dựa vào cô cô nữa chân nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh bà lão cười nói không có vội hay không mấy ngàn vạn năm qua ngươi là người sống đầu tiên ta thấy cho nên tâm sự cũng không sao diệp quang bình tĩnh nói nhân vật phản diện thường xuyên chết bởi nói nhiều ngươi chắc chắn chứ ha ha bà lão đột nhiên cười ha hả chết bởi nói nhiều ngươi nói cũng không sai, ngươi có biết ta là ai không?" Diệp Quang lắc đầu. Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Quang. Từ xưa tới nay, vũ trụ sinh ra vô số vũ trụ thần linh, mà ở bên trong những vũ trụ thần linh này, có chính đại vũ trụ thần linh mạnh nhất, tại năm đó được xưng là Cửu Thần, chân thần là thứ nhất, nàng giết sáu vị, thế là chỉ còn Tam Thần, mà ta chính là một trong Tam Thần còn sót lại. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, một cổ khí thế thao thiên chậm rãi tràn ra ngoài từ trong cơ thể bà ta, bà ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta từng thông vệ hơn vạn vũ trụ văn minh luân hồi, chống đỡ vượt qua hàng nghìn lần vũ trụ lôi kiếp, ở niên đại của ta, ta quét ngang hết thảy, vô địch toàn vũ trụ. Nói đến đây, bà ta nhìn về phía Diệp Quang. Cả đời này của ta, chỉ từng bại hai lần, một lần là chân thần, một lần là chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quang do dự một chút, sau đó nói hiện tại thời đại không giống nhau, ta cảm thấy, mặc kệ là làm người hay là làm thần, vẫn phải điệu thấp một điểm mới thỏa đáng. Bà lão cười to nói. Ngươi đối với thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, bà ta nhìn về phía Diệp Quang. Ngươi nói ngươi là người của thiên mệnh. Diệp Quang thành thật cực đầu. Bà lão nhìn chầm chầm Diệp Quang. Ta đây hiện tại liền muốn giết ngươi, nàng có thể làm khó dễ được ta. Diệp quan do dự một chút, sau đó nói. Ngươi đừng như vậy. Bà lão cười nhạo. Thiên mệnh thật sự là có ý tứ, thế gian lại có người dám tự xưng là thiên mệnh, thật sự là ếch ngồi đáy giếng, kẻ vô tri không biết sợ, thật nực cười. Oanh! Mà đúng lúc này, một khuôn mặt hư ảo đột nhiên xuất hiện trước mặt bà lão. Nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nhìn chầm chầm bà lão gần trong gan tất, trong ánh mắt không có một chút tình cảm ngươi là thứ đồ gì hả rất tức giận diệp quang cô cô váy trắng nhìn thấy người tới diệp quang lập tức vừa mừng vừa sợ hắn không nghĩ tới cô cô váy trắng vậy mà xuất hiện ở đây đương nhiên cũng không có quá ngạc nhiên bởi vì vào lúc bà lão vũ trụ thần linh trước mặt này mở miệng chỉ trích thiên mệnh hắn liền đã mơ hồ đoán được kết cục chỉ trích ai cũng được nhưng không thể chỉ trích cô cô váy trắng nhìn thấy nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt của bà lão vũ trụ thần linh kịch biến trong nháy mắt, bà ta không nghĩ tới nữ nhân này lại đột nhiên xuất hiện, vô thức liền muốn xuất thủ, nhưng đúng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Xuy Vũ trụ thần linh còn chưa phản ứng lại, chính là bị thanh kiếm này xuyên qua đỉnh đầu. Oanh Vũ trụ thần linh trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, không thể động đậy. Vũ trụ thần linh trợn hai mắt lên, cả người như là gặp được quỷ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thanh âm không ngừng run rẩy. Ngươi! Nữ tử váy trắng nhìn chầm chầm vũ trụ thần linh, ánh mắt yên tĩnh lạnh lùng, tựa như là đang nhìn sâu kiến, nàng chỉ diệp quan. Hắn là người của ta, ngươi có vấn đề gì không? Nghe vậy, diệp quan lập tức vô cùng cảm động. Vũ trụ thần linh tại thời khắc này đầu đã trống rỗng. Bà ta bị người miễu sát. Đến giờ phút này, bà ta cũng đều không thể tin được bà ta chính là một trong chín đại thần viễn cổ cả đời chỉ từng thua chân thần cùng với chủ nhân đại đạo bút mà vào giờ khắc này bà ta thậm chí ngay cả một kiếm cũng đều không tiếp nổi trọng yếu nhất chính là nữ tử váy trắng trước mắt này tới còn không phải bản thể chẳng qua là một sợi phân thân một sợi phân thân liền miễu sát bà ta bà ta vào thời khắc này đầu óc đã triệt để phát mộng không chỉ bà ta Nguyệt già nằm ở dưới đất một bên cũng mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một sợi phân thân miễu sát một vị vũ trụ thần linh. Quá không hợp thói thường. Nguyệt già nhìn nữ tử váy trắng ở một bên, trong lòng trừ khiếp sợ ra, còn có nghi hoặc, nữ tử váy trắng này đến cùng là ai? Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quang, Diệp Quang mỉm cười. Cô cô. Nữ tử váy trắng nhìn chầm chầm Diệp Quang lần sau yếu như vậy không cần để cho ta ra tay hoặc là cũng đừng gây tai họa hoặc là liền chọc kẻ mạnh hơn một chút diệp quang cười khổ nữ tử váy trắng đang muốn rời đi nhưng dường như nghĩ đến cái gì nàng mở lòng bàn tay ra thời không vỡ nát một miếng dưa hấu đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng nàng đưa dưa hấu tới trước mặt diệp quang nếm thử đi diệp quang do dự một chút sau đó tiếp nhận dưa nếm thử một miếng dưa vào miệng giòn tan sướng miệng nữ tử váy trắng hỏi ăn ngon không diệp quang liền vội vàng gật đầu ăn ngon nữ tử váy trắng nhìn diệp quang ta trồng đấy diệp quang đang nghe truyện trên tv audio cv sửng sốt trồng dưa nữ tử váy trắng lại là không nói thêm gì nàng liền muốn rời đi diệp quang đột nhiên nói cô cô lần sau ta có thể đi hệ ngân hà thăm ngươi và cha già không nữ tử váy trắng gật đầu có thể nói xong nàng liền muốn rời đi nhưng dường như nghĩ đến cái gì nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bà lão vũ trụ thần linh kia ngươi thật sự quá yếu dứt lời nàng trực tiếp tan biến ở tại chỗ sắc mặt của bà lão vũ trụ thần linh như tro tàn tựa như mất hồn quá yếu chính mình đường đường là vũ trụ thần linh lại bị người nói quá yếu quá yếu trong lòng bà lão vũ trụ thần linh dâng lên bất đắc dĩ cùng với tuyệt vọng thực lực của nữ nhân này khiến cho bà ta tuyệt vọng là chân chính tuyệt vọng ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng đều không sinh nổi trong lòng bà lão vũ trụ thần linh thở dài mặt mũi tràn đầy cay đắng sớm biết như thế vừa rồi liền đừng có mạnh miệng tự tìm đường chết vũ trụ thần linh thu hồi suy nghĩ nhìn về phía diệp quang tiểu hữu có thể thả cho ta một con đường sống hay không Tiểu Hữu nếu như nguyện ý, ta có thể đưa tặng hết thảy tài vật của bản thân cùng với đạo tông cho Tiểu Hữu. Diệp Quang lắc đầu. "Hồ đồ, giết ngươi, những bảo vật kia cũng thuộc về ta." Oanh. Bên trong vũ trụ thần linh, hành đạo kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa, mà bà lão vũ trụ thần linh kia cũng là thần hồn câu diệt ở trong khoảnh khắc, hoàn toàn biến mất. Diệp Quang mở lòng bàn tay ra, một túi trữ vật chậm rãi bay đến trước mặt hắn. Trong túi trữ vật, có chừng hơn 5 tỷ linh nguyên, cùng với trang bị công pháp. 5 tỷ Diệp Quang lập tức vô cùng mừng rỡ, hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiền, bởi vì hiện tại quan huyền vũ trụ luyện chế thượng của thần khôi, hao phí to lớn, cho dù là tiên bảo cát, cũng có chút chống đỡ không nổi. Đặc biệt là hiện tại, quan huyền vũ trụ vì đối kháng với chân vũ trụ cùng với vĩnh sinh văn minh, đại lực bồi dưỡng người mới cùng với cường giả, có thể nói, cho dù có tiên bảo các chống đỡ Phương diện kinh tế cũng đều rất khó khăn Có mấy tỷ miếng linh nguyên này Như vậy có thể tạm thời giải quyết Nhu cầu khẩn cấp của quan huyền vũ trụ Diệp Quang thu hồi túi trữ vật kia Dường như nghĩ đến cái gì Hắn nhìn về phía Nguyệt già bên cạnh Vào giờ phút này Nguyệt già đang chữa thương Lúc này phong ấn ở nơi này đã giải trừ Diệp Quang nói Nguyệt già cô nương Sau này còn gặp lại Nói xong hắn liền muốn rời đi nguyệt già đột nhiên nói chờ một chút diệp quang nhìn về phía nguyệt già nguyệt già hỏi diệp quang mới vừa rồi là cô cô ngươi diệp quang gật đầu nguyệt già sau khi yên lặng một lúc lâu nói diệp công tử ngươi hãy lấy đi tất cả mọi thứ của đạo tông chúng ta đi diệp quang lắc đầu nguyệt già cô nương ngươi cũng không phải là người đạo tông trong đôi mắt đẹp của Nguyệt già lóe lên một tia kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Diệp Quang nhìn Nguyệt già. Ta cũng rất tò mò Nguyệt già cô nương đến tột cùng là ai? Nguyệt già nở nụ cười xinh đẹp. Diệp công tử không ngại thì đoán xem. Diệp Quang lắc đầu, xoay người rời đi. Đoán cộng lông. Hắn cũng không phải ăn no rửng mỡ. Nhìn thấy Diệp Quang xoay người rời đi, Nguyệt già liền vội vàng đứng lên, nàng bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quang. Diệp công tử, hết thảy linh nguyên của đạo tông, ta cũng không cần, ta chỉ cần một vật, ngươi xem có thể không? Diệp Quang lắc đầu. Nguyệt già lập tức vô cùng tức giận, nàng trừng mắt nhìn Diệp Quang, hốc mắt ửng đỏ. Ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy? Ta mang ngươi tới đây, không có có công lao cũng cũng có khổ lao, ngươi vậy mà nhẫn tâm như thế, ngươi người này, thật là xấu chết rồi. Nàng nói xong, trong ánh mắt còn dâng lên sương mù, bên trong điềm đạm đáng yêu, lại mang theo một tia thẹn thùng, xinh đẹp vô cùng, khiến cho người ta không nhịn được nỗi lòng thương tiếc. Ánh mắt của Diệp Quang lại là trở nên băng lạnh. Nguyệt già cô nương, ngươi lần này làm bộ làm tịch lại là cho ai xem? Thấy vẻ mặt băng lãnh của Diệp Quang, Nguyệt già lập tức sửng sốt. Diệp Quang lắc đầu. Nguyệt già cô nương, ý nghĩ của ta vẫn luôn rất đơn giản, kết một thiện duyên cùng với cô nương, mọi người có thể làm bằng hữu đương nhiên tốt không thể làm bằng hữu không làm kẻ địch cũng được nhưng cô nương từ đầu đến giờ một mực tại thi triển thủ đoạn đối với ta bao quát cả giờ phút này ngươi lần này làm dáng là xem thường ta hay là xem thường chính ngươi nguyệt già khôi phục vẻ mặt như thường nàng nhìn diệp quang không nói gì diệp quang nói để ta đoán một chút cô nương sở dĩ làm như vậy ngoại trừ mong muốn một kiện thần vật nào đó của đạo tông còn có mục đích khác ví dụ như muốn kết giao với ta dĩ nhiên mục đích thực sự của ngươi không phải muốn kết giao với ta mà là cô cô của ta đúng không nguyệt già bỗng nhiên co rụt đồng tử lại trong lòng chấn kinh nàng xác thực muốn kết giao với diệp quang dĩ nhiên mục tiêu của nàng cũng không phải là diệp quang mà là vị nữ tử váy trắng kia nàng cảm giác thấy đối phó với loại tiểu tử non nớt này còn không phải là dễ như trở bàn tay dù sao Nàng đối với dung mạo của mình vẫn là vô cùng tin tưởng. Mà nàng không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt này vậy mà tâm sáng như gương, cái gì cũng đều thấy rõ. Đã đánh giá thấp đối phương. Diệp Quang nhìn Nguyệt Già. "Cô cô của ta ở hệ Ngân Hà, Nguyệt Già cô nương nếu như muốn kết giao với nàng, có thể đi hệ Ngân Hà tìm nàng." Nói xong, hắn quay người rời đi. Nguyệt Già đột nhiên nói, "Diệp công tử diệp quang quay đầu nhìn về phía nguyệt già nguyệt già trầm giọng nói chuyện vừa rồi là ta không phải ta xin lỗi ngươi ta hy vọng chúng ta nhận thức lại một thoáng ta tên là chim đài nguyệt già diệp quang lại là lắc đầu ta không muốn quen biết cô nương nói xong hắn đi về hướng bên ngoài chim đài nguyệt già lập tức vô cùng tức giận đồ con trai nhỏ mọn ở nơi xa diệp quang đang muốn rời đi nhưng vào lúc này hắn dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ mà xuống từ chân trời. Oanh! Thời không trên đỉnh đầu sụp đổ. Trong lòng Diệp quan hoảng hốt, cổ lực lượng này cực kỳ khủng bố, không hề yếu hơn bà lão vũ trụ thần linh vừa rồi. Vĩnh sinh đại đế! Mẹ kiếp! Diệp quan giận mắng trong lòng, gã này cũng không xuất hiện sớm một chút, chờ cô cô vừa đi liền xuất hiện, mẹ nhà gã dùng thực lực của hắn bây giờ, quả quyết không thể nào là đối thủ của Vĩnh Sinh Đại Đế, nhưng vào giờ phút này, hắn căn bản không có bất kỳ đường lui nào, mà ngay vào lúc hắn muốn xuất thủ, một cánh tay đột nhiên kéo hắn ra phía sau, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy nữ tử trước mắt, Diệp Quang lập tức sửng sốt. Chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả ngẩng đầu nhìn của lực lượng kinh khủng kia, mặt không biểu tình, nàng đâm ra một kiếm. Ông. Tiếng kiếm reo vang vọng một đạo kiếm quan phá không mà đi, trực tiếp xé rách cổ lực lượng nơi chân trời kia, nhưng vào lúc này, một bàn tay khổng lồ nghiền ép mà xuống. Chấp kiếm giả bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, nàng mãnh liệt xoay người vỗ một chưởng trên bờ vai Diệp Quang, một cổ kiếm khí nhu hòa trực tiếp đánh bay Diệp Quang, mà bản thân nàng thì hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém về phía bàn tay khổng lồ kia. ầm ầm, Kiếm khí vỡ nát, chấp kiếm giả trực tiếp bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng có hơn mà toàn bộ đạo cung dưới lòng đất cũng hóa thành một mịn tại thời khắc này chấp kiếm giả vừa dừng lại một cái khóe miệng nàng chính là tràn ra một vệt máu tươi vào giờ khắc này vẻ mặt của nàng ngưng trọng trước nay chưa từng có nơi xa có ba người đứng nơi đó người cầm đầu chính là vĩnh sinh đại đế ở bên phải gã là một lão giả lưng còng mà ở bên trái gã là một nữ đạo sĩ diệp quang xuất hiện ở bên cạnh chấp kiếm giả nhìn máu tươi trên khóe miệng chấp kiếm giả sắc mặt tái nhợt liền vội hỏi không có sao chứ chấp kiếm giả không nói gì diệp quang nói khẽ ngươi một mực đi theo ta chấp kiếm giả lộ ra sắc mặt băng lãnh không có diệp quang nhếch miệng cười một tiếng chấp kiếm giả lập tức nhìn chằm chằm hắn cả giận nói cười cái gì diệp quang vội vàng nói không có không có chấp kiếm giả nhìn thoáng qua chim đài nguyệt và đứng nơi xa sau đó phát ra âm thanh lạnh lùng nói quấy rầy chuyện tốt của ngươi diệp quang sửng sốt hắn biết chấp kiếm giả đã hiểu lầm ngay lập tức vội vàng giải thích ta cùng với vị chim đài cô nương kia không có bất cứ quan hệ nào thật sự chấp kiếm giả quay đầu chỗ khác ngươi nói với ta chuyện này để làm gì ta không muốn nghe thanh âm dịu lại rất nhiều nhìn chấp kiếm giả trước mắt diệp quang vừa cao hứng lại vừa cảm động hắn biết đối phương khẳng định một mực đang đi theo chính mình hắn ở phía dưới cảm động không kìm lòng được kéo lại tay chấp kiếm giả chấp kiếm giả lập tức vừa thẹn vừa giận trực tiếp thoát khỏi tay của hắn nổi giận nói nhiều người như vậy ngươi định làm cái gì thật sự là tức chết ta rồi nhìn bộ dáng bên trong phẫn nộ lại mang theo thẹn thùng của chấp kiếm giả trước mắt diệp quang lập tức nhìn có chút ngốc không kìm lòng được nói từ kính, ngươi thật xinh đẹp. A. À, mang tai của chấp kiếm giả đỏ bừng trong nháy mắt, mặt càng là đỏ như ráng mây, nàng trừng mắt nhìn Diệp Quang, vừa thẹn vừa giận. Ngươi muốn chết à? Lại dám nói những lời này. Diệp Quang còn muốn nói điều gì, chấp kiếm giả lập tức hoảng hốt, sợ hắn nói ra cái gì cảm thấy khó xử, lúc này hung ác nói. Nói linh tinh nữa, ta liền đâm chết ngươi. Diệp Quang nhìn chấp kiếm giả hoàn toàn khác biệt so với trước mắt, trong lòng lập tức bay lên một vệt nhu tình, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, vĩnh sinh đại đế ở nơi xa đột nhiên nói. Chấp kiếm giả, chân vũ trụ các ngươi đang chơi trò gì? Chấp kiếm giả nhìn về phía vĩnh sinh đại đế, vĩnh sinh đại đế cười nói. Chân vũ trụ các ngươi không phải vừa mới kết minh cùng với vĩnh sinh văn minh chúng ta sao? Mà bây giờ, ngươi lại đến giúp vương quan huyền vũ trụ hành động, ngươi là đại biểu cho chân vũ trụ chấp kiếm giả sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay nàng, nàng nhìn lệnh bài trong tay thật lâu, sau đó khẽ đảo cổ tay, lệnh bài chậm rãi rơi xuống từ trong tay nàng. Kể từ giờ phút này, ta không còn là thống lĩnh quân cận vệ chân vũ trụ, ta đại biểu cho chính ta. Đại biểu cho chính mình. Diệp Quang vào lúc nghe được lời của chấp kiếm giả, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Không còn là thống lĩnh quân cận vệ chân vũ trụ, diệp quang rung giọng nói từ kính vẻ mặt của chấp kiếm giả khôi phục băng lãnh quay đầu sang chỗ khác không có quan hệ gì với ngươi không nên suy nghĩ nhiều diệp quang đột nhiên đưa tay kéo lại tay chấp kiếm giả chấp kiếm giả muốn tránh thoát nhưng tay của diệp quang lại giống kìm nàng căn bản không thể dãy dụa thoát diệp quang nhìn nữ tử trước mắt trong lòng phức tạp dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là cảm động Hắn tự nhiên biết tình cảm của chấp kiếm giả đối với chân thần và chân vũ trụ, mà vào giờ khắc này, vì giúp mình, nàng lại nguyện ý chủ động buông xuống thân phận thống lĩnh quân cận vệ. Thấy nhu tình trong mắt Diệp Quang, trong lòng chấp kiếm giả lập tức hoảng hốt, nàng không dám nhìn thẳng hai mắt Diệp Quang, một lần nữa quay đầu sang chỗ khác, phát ra âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, hành động của ta không có bất cứ quan hệ nào với ngươi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, biết không?" Diệp Quang lắc đầu, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế ở nơi xa đột nhiên nói. Nếu ngươi đã đại biểu chính ngươi, như vậy sự tình liền dễ làm hơn rất nhiều. Thanh âm rơi xuống, gã trực tiếp cách không đánh một quyền đối với chấp kiếm giả. Quanh! Một quyền này ra, một cổ lực lượng kinh khủng lập tức như như thủy triều mãnh liệt ép về phía chấp kiếm giả. Cổ lực lượng này thực sự khủng bố, mới vừa xuất hiện, thời không bốn phía chính là vỡ nát yên diệt ở trong khoảnh khắc. Ở một bên, chim đài nguyệt già nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, liên tiếp lui về phía sau mấy vạn trượng. Cảm thụ được của lực lượng kinh khủng kia, trong mắt chấp kiếm giả lóe lên một vệt hàng quang, nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, vung ra một kiếm, trong chốc lát, một mảnh kiếm quang vạn trượng phá không mà đi, xé rách hết thảy. Nhưng mà, mảnh kiếm quang kia vừa tiếp xúc đến lực lượng của vĩnh sinh đại đế chính là vỡ nát ầm ầm, hóa thành hư vô, lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui chấp kiếm giả ra xa mấy ngàn trượng, vừa nàng vừa dừng lại một cái, trên khóe miệng nàng chính là một lần nữa tuôn ra một vệt máu tươi, không chỉ như thế. Sắc mặt nàng cũng là trở nên tái nhợt trong khoảnh khắc. Nhìn thấy một màn này, chim đài nguyệt già ở một bên kia nhìn thoáng qua vĩnh sinh đại đế, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Chim đài tộc ở vào huyền hoa giới, ngăn cách bởi biên giới vũ trụ, bởi vậy, đối với vũ trụ bên này cũng đều không hiểu rõ lắm, mà vào giờ khắc này nàng mới phát hiện ra, cường giả ở bên này thật sự rất nhiều. Vĩnh sinh đại đế cũng không có lại ra tay, gã khẽ cười cười. Kỳ thật, ta đối với chân vũ trụ các ngươi cũng không có hứng thú gì, dĩ nhiên, ngoại trừ chân thần mà chân vũ trụ các ngươi tín ngưỡng, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp gỡ nàng, nhìn xem thực lực của nàng có mạnh như truyền ngôn hay không. Chấp kiếm giả lau máu tươi trên khóe miệng, nàng đột nhiên hóa thành muôn vàng kiếm quan tan biến ở tại chỗ, trong chốc lát, vô số kiếm khí dứt tới trước mặt vĩnh sinh đại đế. Đối mặt với muôn vàng kiếm khí này, vĩnh sinh đại đế khẽ cười cười, gã nắm chắc tay phải thành quyền, sau đó đấm ra một quyền một lần nữa. ầm ầm Chỉ một thoáng, muôn vàng kiếm khí vỡ nát ầm ầm hóa thành vô số mảnh vỡ kiếm khí bắn nhanh về phía chân trời, sau đó yên diệt. Mà chấp kiếm giả bị đánh bay trở lại tại chỗ một lần nữa. Vĩnh sinh đại đế sau khi dùng một quyền đánh lui chấp kiếm giả, gã cũng không tiếp tục ra tay, mà là nhìn về phía Diệp Quang một bên, cười nói. Theo chúng ta gặp mặt đến bây giờ, ngươi vẫn đều được người khác bảo hộ, làm sao, ngươi liền không có năng lực như vậy, chỉ có thể dựa vào nữ nhân bảo hộ. Diệp Quang không để ý tới vĩnh sinh đại đế, hắn xuất hiện ở trước mặt chấp kiếm giả, hắn xuất ra một viên đan dược cho chấp kiếm giả uống vào, sau đó nhẹ nhàng lau máu tươi trên khóe miệng của chấp kiếm giả, tiếp theo, quay người nhìn về phía vĩnh sinh đại đế. Ngươi đã sống bao nhiêu năm? Vĩnh sinh đại đế hiếp hai mắt lại, không nói gì. Diệp Quang nhìn thẳng Vĩnh sinh đại đế. Ngươi đến từ thời đại Vĩnh sinh văn minh, đến nay đã có trên trăm triệu năm, trên trăm triệu năm tu luyện, coi như là một con lợn, cũng có thể trở thành đại đế. Mà ta mới bao nhiêu tuổi? Cho đến nay chẳng qua chỉ mới 18 tuổi, ta không cảm thấy ta đánh không lại ngươi là một kiện sự tình hết sức mất mặt. Vĩnh sinh đại đế nhìn Diệp Quang, không nói gì. Diệp Quang tiếp tục nói: "Tương phản, một người sống trên trăm triệu năm, lại trào phúng một người chỉ sống 18 năm, ta cảm thấy đây mới là rất mất mặt." Vĩnh Sinh đại đế cười nói: "Cái miệng này của ngươi rất biết nói, đáng tiếc, miệng lại biết nói hơn cũng vô dụng, nắm đấm phải đủ cứng mới được, tựa như vào giờ phút này, ngươi lại biết nói hơn cũng đều vô dụng, bởi vì ngươi đánh không lại ta, ta có khả năng đánh chết ngươi, mà ngươi không có khả năng nói chết ta." Diệp Quang nhìn vĩnh sinh đại đế, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vào giờ khắc này, ta mới hiểu được chỗ khó của cha già năm đó, kẻ địch mạnh mẽ không bình thường, gọi người, bị nói là kháo sơn vương, không gọi người, liền sẽ bị tùy tiện khi dễ, lúc kia, hẳn là rất thống khổ. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía chấp kiếm giả bên cạnh, chấp kiếm giả nhìn chăm chăm hắn. Gã đã khôi phục ít nhất năm thành thực lực, rời khỏi nơi này, trở lại quan huyền vũ trụ diệp quang một lần nữa đưa tay nhẹ nhàng lau máu tươi trên khóe miệng chấp kiếm giả nói khẽ thật có lỗi thực lực của ta yếu luôn phải để ngươi bảo hộ ta không thể giúp được ngươi cái gì nhưng ta có thể cùng chiến đấu với ngươi cùng chết với ngươi cùng chết chấp kiếm giả nhìn diệp quang xác định chứ diệp quang gật đầu chấp kiếm giả đột nhiên cười nụ cười này của nàng trực tiếp làm cho trăm hoa thất sắc nàng khe vuốt gương mặt của diệp quang nói khẽ. Giữa ngươi và ta, không có khả năng có một cái kết cục tốt đẹp, nếu như thế, chết có lẽ là một cái kết cục không tệ. Diệp Quang cũng cười. Tốt, ta cũng rất mệt mỏi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía vĩnh sinh đại đế, cười to, không nói nhảm câu nào, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Quanh! Vào giờ khắc này, khí tức của Diệp Quang tăng vọt trong nháy mắt, trực tiếp đạt đến tuế nguyệt tiên cảnh, khí tức mạnh mẽ trực tiếp chấn cho thời không chung quanh hắn phun trào dâng lên cực kỳ khủng bố. Nhưng mà còn chưa kết thúc, Diệp Quang trực tiếp thôi động đạo ấn giữa tráng theo đạo ấn thôi động một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn thời không bốn phía tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu vỡ vụn từng chút một đại đế đạo ấn trực tiếp đề thăng cho hắn hai đại cảnh giới. Mà đúng lúc này ở bên cạnh Diệp Quang một đạo hỏa diễm đột nhiên phóng lên tận trời ngay sau đó, lại là một cổ khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Diệp Quang quay đầu nhìn về phía chấp kiếm giả, thân thể của chấp kiếm giả cũng bắt đầu cháy rừng rực. Song song bùng cháy thân thể. Nhìn chấp kiếm giả gần trong gan tất, Diệp Quang nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, hắn quay người đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía vĩnh sinh đại đế. Mà cơ hồ là đồng thời, chấp kiếm giả cũng là trực tiếp tan biến ở tại chỗ hai đạo kiếm quan xé rách mà qua từ giữa sân chém về phía vĩnh sinh đại đế nhìn thấy hai người chém tới vĩnh sinh đại đế cười lạnh trong mắt tràn đầy khinh thường mặc dù chỉ khôi phục năm thành thực lực thế nhưng liền từ trước mắt mà nói trong thiên địa này ngoại trừ chủ nhân đại đạo bút gã vẫn như cũ là không có đối thủ mặc kệ là đại đế hay là vũ trụ thần linh đối với gã mà nói đều như sâu kiến hai đạo kiếm quan dết tới trong nháy mắt vĩnh sinh đại đế thần sắc bình tĩnh Cả đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, một quyền này ra, toàn bộ thiên địa thần khư chi địa sôi trào lên, sau đó bắt đầu tịch diệt. Một quyền tán diệt một giới. ầm ầm. Theo một tiếng đổ vang đinh tai nhất ốc này vang dội, trong chớp mắt, hai đạo kiếm quang vỡ nát ầm ầm, diệp quang cùng với chấp kiếm giả trực tiếp bị lực lượng một quyền này đánh lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, diệp quang còn muốn lui, nhưng lại bị chấp kiếm giả kéo lại. Trong miệng hai người, máu tươi không ngừng tuôn ra. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quang, "Ngươi sẽ nhớ kỹ ta chứ?" Diệp Quang sửng sốt, sau một khắc, trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một chút bất an, hắn vội vàng nói, "Từ." Từ kính nhếch miệng cười một tiếng, nàng đột nhiên cầm kiếm chỉ vào giữa trán, sau một khắc, nàng cầm kiếm chỉ lên trời. "Mở." "Quanh." Đột nhiên, thiên địa nứt ra, một vệt ánh vàng giáng xuống từ trên trời trực tiếp bao phủ lại Diệp Quang. Nhìn vệt ánh vàng kia, trong mắt Vĩnh Sinh Đại Đế lập tức lộ ra một vệt ngưng trọng. Diệp Quang vào giờ phút này thì hoảng sợ không thôi, bởi vì hắn phát hiện ra, hắn căn bản không phá được vệt ánh vàng này, hắn vội vàng nhìn về phía chấp kiếm giả gần trong gan tất, trung giọng nói. Từ kính. Từ kính nhìn Diệp Quang, nói khẽ Ngươi chớ có lại giải dụa, đây là chân thần bảo hộ đại tỷ đã từng lưu cho chúng ta, mặc dù đó đã là lưu lại mấy chục triệu năm trước, nhưng cũng không phải ngươi có thể phá vỡ, vào một khắc ta động tâm đối với ngươi, ta liền biết, chết là kết cục tốt nhất đối với ta. Nói đến chỗ này, trên mặt nàng, nước mắt đột nhiên trượt xuống. Ta không thể phản bội đại tỷ, nhưng ta cũng không muốn là địch với ngươi, quá mệt mỏi. Diệp Quang rung giọng nói. Đã nói là cùng chết. Chấp kiếm giả khẽ lắc đầu, trên mặt, nước mắt im ắng trượt xuống sống sót thật tốt ngươi còn có rất nhiều chuyện chưa có làm thiên phú của ngươi tốt như vậy lại chịu nỗ lực vĩnh sinh đại đế sau này quả quyết không phải là đối thủ của ngươi nói đến đây nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối vệt ánh vàng kia nhị tỷ ta chưa bao giờ cầu qua ngươi cái gì hôm nay cầu ngươi một chuyện dẫn hắn đi thanh âm rơi xuống nàng đột nhiên quay người đi về phía vĩnh sinh đại đế mà vào giờ khắc này nàng không chỉ thân thể bốc cháy ngay cả linh hồn cũng bắt đầu cháy rừng rực không ở bên trong ánh vàng diệp quang muốn trách cả mí mắt hai mắt đỏ quạt từng đạo kiếm khí đáng sợ không ngừng trảm ra từ trong cơ thể hắn nhưng mà vệt ánh vàng kia lại vẫn như thành đồng không hư hại chút nào chân thần bảo hộ đây là chân thần lưu lại mấy chục triệu năm trước vệt ánh vàng này rất cường đại chớ nói hắn coi như là vĩnh sinh đại đế thời kỳ đỉnh phong cũng không có khả năng rung chuyển nhìn chấp kiếm giả đã bùng cháy thành người lửa phía xa diệp quang lại vạn phần hoảng sợ hắn dường như nghĩ đến cái gì trực tiếp đánh rách tả tơi hai tay của mình vô số máu tươi bắn ra từ trong lòng bàn tay của hắn từng vòi máu tươi đáng sợ hóa thành kiếm chém về phía vệt ánh vàng trước mặt nhưng mà cho dù là phong ma huyết mạch của hắn vẫn như cũ không thể rung chuyển vệt ánh vàng này phong ma huyết mạch cũng đều không thể phá nhìn thấy một màn này diệp quang vừa kinh vừa sợ hắn giống như phát điên không ngừng hút vào vệt ánh vàng kia thế nhưng vệt ánh vàng kia vẫn như thành đồng không hư hại chút nào mà ngay vào lúc diệp quang sắp rơi vào phong ma triệt để một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên trong vệt ánh vàng kia diệp quang mãnh liệt xoay người nhưng mà hắn chỉ thấy được một đạo hư ảnh mơ hồ có chút quen mắt diệp quang vừa muốn nói gì người tới đột nhiên mở lòng bàn tay ra ánh vàng cùng với hắn đồng thời biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy diệp quang được cứu đi trên mặt chấp kiếm giả xa xa đột nhiên nổi lên một nụ cười xúc động lòng người nàng ngẩng đầu nhìn về phía vĩnh sinh đại đế xa xa trong mắt đã không có một chút lưu luyến chân phải giẫm một cái cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quan tan biến ở tại chỗ không biết qua bao lâu diệp quan đột nhiên mở hai mắt ra hắn nhìn thoáng qua bốn phía vào giờ phút này hắn đã ở bên trong một gian nhà đá dường như nghĩ đến cái gì diệp quan vội vàng bật dậy lao ra ngoài nhà đá giống như điên vào lúc thấy tình cảnh bên ngoài, hắn sửng sốt. Thạch thôn. Nơi này chính là thạch thôn, hắn từng đi theo từ nhu đến nơi này tìm bác quản. Chính mình làm sao lại ở thạch thôn? Tỉnh rồi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp quan quay người nhìn lại, cách đó không xa có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử mặc một bộ trường sam màu vàng, khuôn mặt như vẻ, ngũ quan đẹp để đến hoàng mỹ, thế gian ít có mà vào giờ khắc này nữ tử đang lạnh lùng nhìn hắn từ nhu diệp quang vọt tới trước mặt từ nhu hắn gầm thét từ kính từ nhu phất tay áo vung lên oanh trong chớp mắt diệp quang trực tiếp bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh bay cuối cùng đập ầm ầm bên trên phòng đá ở phía xa phòng đá trực tiếp sụp đổ đá vụn bắn tung tóe diệp quang vừa định đứng lên mà lúc này một cổ uy áp kinh khủng cuốn tới trực tiếp ép ở trên người hắn, uy áp mạnh mẽ tựa như mấy vạn tòa núi lớn, ép cho hắn căn bản là không có cách động đậy. Từ nhu chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quang, nàng nhìn chầm chầm Diệp Quang. Phẫn nộ. Phẫn nộ có hữu dụng không? Diệp Quang nắm thật chặt hai tay, trong cơ thể, từng đạo kiếm ý tuôn ra, nhưng mà, hắn vẫn như cũ không có cách nào phá được cổ uy áp từ nhu thả ra kia. Từ nhu nhìn xuống Diệp Quang, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, trong mắt không chứa một tia tình cảm. Gọi người đi. Cha của ngươi lợi hại như vậy, cô cô của ngươi lợi hại như vậy, đại bá của ngươi lợi hại như vậy, ngươi gọi người đi. A. À. Diệp Quang đột nhiên gầm thét, trong cơ thể vô cùng vô tận kiếm ý dân trào mà ra, nhưng mà, cổ uy áp của Từ Nhu kia lại gắt gao đè ép hắn, toàn bộ kiếm ý của hắn đều bị trấn áp. Rất rất lâu sau, Diệp Quang cuối cùng mệt bở hơi tai, hắn nằm rạp trên mặt đất nói khẽ. Từ kính nàng sao rồi? Từ nhu bình tĩnh nói. Chết rồi. Diệp quan đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu. Từ nhu xoay người, trên mặt nàng, hai hàng nước mắt chậm rãi nhỏ xuống. Nàng căn bản cũng không có muốn sống. Diệp quan nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, hắn gắt gao nhìn chầm chầm từ nhu, trung giọng nói. Ngươi là nhị tỷ của nàng. Từ nhu đột nhiên quay người gầm thét ta là nhị tỷ của nàng thế nhưng thì tính sao nàng chủ động muốn chết vì ngươi ta lại có thể thế nào ta lại có thể thế nào diệp quang gắt gao nhìn chầm chầm từ nhu nhìn nước mắt trong mắt từ nhu không ngừng nhỏ xuống hắn cuối cùng cũng hoảng rồi hắn giật giật cổ họng khàn giọng nói từ kính nàng từ nhu nhìn chầm chầm diệp quang ánh mắt vô cùng băng lãnh ngươi biết ngươi yếu cỡ nào không diệp quang nhìn về phía từ nhu từ nhu gắt gao nhìn chầm chầm hắn Ánh mắt cực lạnh Ngươi một mực không hy vọng đi đường cũ của cha ngươi Trở thành tháo sơn vương Nhưng mà chính ngươi cũng đều không có phát hiện ra Trong lúc bất tri bất giác Cô cô váy trắng của ngươi đã gieo một vị thần ở trong lòng ngươi Ánh mắt của Diệp Quang có chút mờ mịt Từ nhu nhìn Diệp Quang Trận chiến năm đó kia, ngươi tiến vào chân vũ trụ, nhưng mà, ngươi có nghĩ tới không? Không có ông nội ngươi ra tay, ngươi có thể còn sống ra ngoài từ chân vũ trụ sao? Đánh với bác thiên tộc một trận, không có cô cô ngươi, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được bác thiên đạo sao? Tại đạo cung thần khư chi địa, không có cô cô ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống sót ở trong tay vũ trụ thần linh. Những người cho ngươi truyền thừa, kết thiện duyên cùng với ngươi kia, bọn hắn thật sự nhìn trúng là ngươi sao? Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Diệp quan chậm rãi nhắm hai mắt lại nhưng ngươi đã từng nghĩ tới địch nhân của ta chưa nói xong hắn nhìn về phía từ nhu hai mắt đỏ đáng sợ ngươi muốn ta phải như thế nào ta vừa khôi phục thân phận liền kế thừa quan huyền vũ trụ nhưng cùng lúc đó cũng kế thừa kẻ địch của quan huyền vũ trụ chân vũ trụ tiến đánh quan huyền vũ trụ ta liều mạng cũng đánh không lại các ngươi ngươi dạy ta đi ta nên làm như thế nào nói đến đây hắn đột nhiên đau thương cười một tiếng Cha ta không hy vọng ta làm kháo sơn vương, những tiền bối kia cũng không hy vọng ta làm kháo sơn vương, các ngươi cũng đều không hy vọng ta làm kháo sơn vương, nhưng mà, đối mặt với chân vũ trụ, đối mặt với bác thiên tộc, đối mặt với vĩnh sinh văn minh ta lại có thể thế nào? Ta liều mạng còn chưa đủ nhiều sao? Hả? Từ nhu nhìn Diệp Quang trước mặt, tay phải chấp sau lưng bất tri bất giác chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Quang tự dễu cười một tiếng. Ta biết, Nhóm người an tiền bối tới giúp ta là bởi vì ta là cháu trai của ông nội, cô cô lại nhiều lần cứu ta là bởi vì cha ta, ngay cả Từ Nhu cô nương ngươi, từ lúc mới bắt đầu liền đi theo ta, tính toán ta cũng là bởi vì đằng sau ta có bốn vị kiếm tu mạnh mẽ, bằng không, ta hẳn là ngay cả tư cách để cho ngươi tính toán cũng đều không có. Đúng không? Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quang, im lặng không nói. Diệp Quang chậm rãi nhắm hai mắt lại, còn có bác quản nàng cùng với ngươi trăm phương ngàn kế làm mọi thứ, cũng chẳng qua là bởi vì ta là con trai của nhân gian kiếm chủ, sau lưng có chỗ dựa vô địch, bằng không, ta lại có cái gì đáng giá cho các ngươi tính toán chứ? Nói xong, hắn tự dễu cười một tiếng. Ta hiểu rõ, hiểu rõ tất cả, bởi vậy, ta không kịp chờ đợi muốn trở nên mạnh hơn, ta cũng hy vọng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành một vị cường giả chân chính, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, rất nhiều chuyện, đạo lý tất cả mọi người hiểu nhưng muốn làm được lại khó như lên trời các ngươi hy vọng ta trong thời gian thật ngắn liền vượt qua những lão quái vật sống mấy ngàn vạn năm kia ta không làm được ở sau lưng từ nhu tay phải của nàng nắm thật chặt nàng nhìn diệp quang trước mắt muốn nói lại thôi trong lòng dãy dụa nhưng cuối cùng vẫn cái gì cũng không có nói diệp quang đột nhiên chậm rãi bò lên hắn nhìn từ nhu trước mặt ta có thể gặp nàng một chút không từ nhu lắc đầu thần hồn câu diệt thần hồn câu diệt thân thể của diệp quang cứng ở tại chỗ chỉ một thoáng trong phút chốc nước mắt trào ra như vỡ đê rất rất lâu sau hắn quay người rời đi từ nhu đột nhiên nói chờ một chút diệp quang dừng bước lại hắn quay người nhìn về phía từ nhu từ nhu mở lòng bàn tay ra một thanh kiếm từ trong tay nàng chậm rãi bay tới trước mặt diệp quang kiếm dài ba thước hai trọng hai ngón tay không biết được chế tạo thành từ vật liệu gì, toàn thân bóng loáng như gương, trên thân lấp lánh hàng quang lạnh lẽo. Từ Nhu nói: "Nàng biết ngươi không có một thanh kiếm thích hợp, thế là, một mực đang chế tạo cho ngươi thanh kiếm này, vốn định tự mình giao cho ngươi." Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Quang nhìn kiếm trước mắt, cả người như là mất hồn, hắn mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm kia bay vào trong tay hắn, cầm kiếm trong tay, vào giờ khắc này Trái tim hắn như xé rách. Từ Nhu nhìn Diệp Quang, "Nếu như ngươi muốn đạt đến đại đế, liền đi theo ta." Dứt lời, nàng quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quang sau khi yên lặng rất rất lâu, thu hồi kiếm, bước đi theo Từ Nhu. Từ Nhu dẫn Diệp Quang đi vào chỗ sâu thạch thôn, ở trước một chỗ đất trống, nơi đó có một tòa truyền tống trận. Từ Nhu đi vào truyền tống trận, nàng nhìn về phía Diệp Quang, Diệp Quang cũng đi theo vào truyền tống trận khởi động, sau một khắc, hai người trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Mà vào lúc xuất hiện một lần nữa, hai người đã đi tới bên trên một mảnh hoang nguyên, hoang nguyên vô biên vô hạn, bầu trời u u ám ám, giữa tiên địa tràn ngập một cổ cảm giác áp bách trầm trọng. Từ Nhu nhìn Diệp Quang, "Biết đây là địa phương nào không?" Diệp Quang lắc đầu. Từ Nhu nói khẽ, "Thần chiến tràng, năm đó" đại tỷ chính là quyết chiến cùng với chủ nhân đại đạo bút ở nơi đây lúc kia chủ nhân đại đạo bút là thời kỳ đỉnh phong một tay đại đạo bút chu phạt vô địch mấy ngàn vạn năm hơn nữa tay cầm đại đạo chi nguyên nói xong nàng quay đầu nhìn về phía diệp quang sau trận chiến ấy chủ nhân đại đạo bút chiến bại bị khu trục thế nhưng nơi này vẫn lưu lại một chút đại đạo đạo nguyên còn sót lại người nếu như có thể đạt được đại đạo đạo nguyên có thể tạo thành đại đạo thần thể sau đó dùng đại đạo thần thể làm căn cơ, hấp thu một chút chân thần khí đại tỷ lưu ở nơi này. Diệp Quang nhìn về phía Từ Nhu. Làm như thế nào thu hoạch được đại đạo đạo nguyên? Từ Nhu cười khẽ. Ngươi liền không hỏi xem ta vì sao mang ngươi tới nơi này, trợ giúp ngươi tăng lên sao? Diệp Quang nhìn về phía chân trời nơi xa, nói khẽ. Từ Nhu cô nương là ngại thực lực của ta quá thấp, không thể hoàn thành kế hoạch của cô nương, cho nên Muốn giúp ta mau sớm tăng cao thực lực, để cho ta trưởng thành tốc độ cao, cuối cùng đi chống đỡ vũ trụ kiếp kia, đúng không? Từ Nhu nhìn Diệp Quang, một lát sau, nàng nhếch miệng cười. Đúng vậy. Diệp Quang khẽ gật đầu. Ta biết, Từ Nhu cô nương sở dĩ cứu ta, là bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng, ta đều hiểu. Từ Nhu quay đầu, nàng nhìn phía xa. Đi thẳng về phía trước. Diệp Quang đi về phía nơi xa đợi diệp quan sau khi đi xa một chút một nữ tử xuất hiện ở bên cạnh từ nhu người tới chính là từ thụ từ thụ nhìn diệp quan phía xa nói khẽ những lời ngươi nói với hắn trước đó hắn sẽ hận ngươi từ nhu khẽ lắc đầu hắn chọn là con đường vô địch nhưng mà con đường này nào có dễ dàng như vậy thân phận của hắn chính là chướng ngại lớn nhất bây giờ của hắn lúc này nếu như không tàn nhẫn đối với hắn một chút không cho hắn phá rồi lại lập hắn cuối cùng sẽ sụp đổ. Giống như vừa rồi, nghĩ dựa vào chính mình, nhưng lại bất đắc dĩ. Nói đến đây, nàng nhìn bóng lưng Diệp Quang nơi xa, nói khẽ. Hắn hết sức ưu tú, cũng hết sức nỗ lực, nhưng vẫn còn chưa đủ, phải ép hắn, làm cho hắn phá rồi lại lập, phải nhẫn tâm đối với hắn, như vậy mới có thể. Từ thụ giữ chặt tay từ nhu, lắc đầu. Hắn sẽ hận ngươi. Từ nhu mỉm cười, nàng nhìn về phía bóng lưng diệp quang nơi xa có đôi khi thật hâm mộ từ kính muốn làm cái gì thì làm cái đó căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy từ thụ thấp giọng thở dài từ kính từ thụ đột nhiên nhoẻn miệng cười chuẩn bị xong chưa từ thụ gật đầu đại đạo đạo nguyên mà đại tỷ năm đó lưu cho ngươi đột phá bình cảnh đều đã để vào bên trong đại đạo thần khôi kia chỉ cần hắn hạ gục cổ đại đạo thần khôi kia là liền có thể đạt được đại đạo đạo nguyên kia nói đến đây nàng nhìn về phía từ nhu vì sao không trực tiếp cho hắn từ nhu nói khẽ chính mình nỗ lực có được so với người khác chủ động cho là không giống nhau nói xong nàng dường như nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn thoáng qua tính toán thời gian những cường giả vĩnh sinh văn minh kia hẳn là cũng đã sắp tới hệ ngân hà trên cánh đồng hoang vô biên vô tận Diệp quan chậm rãi đi về phía nơi xa, tay phải hắn nắm thật chặt thanh kiếm từ kính chế tạo cho hắn này. Một phen lời nói của từ nhu làm cho hắn hiểu được, yếu chính là nguồn gốc tội lỗi. Mặc kệ là lý do gì, yếu chính là tội lỗi. Chính mình hết sức nỗ lực, cũng hết sức liều mạng, nhưng mà, như vậy thì có ích lợi gì? Người nào lại sẽ quan tâm chứ? Yếu chính là yếu. Diệp quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn không khỏi tự dẻo một cái đạo lý đơn giản như vậy, chính mình lại cho tới bây giờ mới hiểu được. Chính mình thật sự là hết sức thất bại. Chính mình một mực hy vọng bảo trì sơ tâm, nhưng mà, sau khi biết có một người cha vô địch, một ông nội vô địch, một cô cô vô địch, chính mình chẳng lẽ liền thật sự không có khoác lát qua sao? Khẳng định là có. Cho dù trước đó, hắn cũng đều chưa từng chân chính coi trọng vĩnh sinh đại đế, vì sao? Bởi vì sau lưng có người, bởi vậy, chính mình có chút không có sợ hãi mà như từ nhu nói không có các bậc cha chú diệp quang hắn chẳng là cái thái gì chẳng là cái thái gì liền ngay cả tư cách để cho người ta lợi dụng một chút cũng đều không có diệp quang cười vào giờ khắc này hắn ngược lại là trở nên buông lỏng vào giờ khắc này hắn cuối cùng đã nhận rõ chính mình quanh đúng lúc này ở trước mặt hắn cách đó không xa một cổ khôi lỗi giáng xuống từ trên trời cổ khôi lỗi này thân cao mấy trượng toàn thân do sắt thép đặc thù chế tạo thành tay phải cầm một thanh khai sơn cự phủ toàn thân tản ra một cổ khí tức cường đại diệp quang mở hai mắt ra hắn nhìn khôi lỗi trước mặt không nói nhảm câu nào trực tiếp liền xông tới mà cơ hồ là đồng thời tay phải cầm cự phủ của cổ khôi lỗi kia đột nhiên bổ về phía trước ầm uhm. một mảnh kiếm quang vỡ nát diệp quang trong nháy mắt bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn mà hắn vừa dừng lại cổ khôi lỗi kia đột nhiên cầm một cây búa to trong tay giáng xuống từ trên trời bổ tới một búa thời không hơi hơi rung động nhưng lại không hư hại chút nào mà diệp quang lại cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách làm cho người ta hít thở không thông hắn không dám khinh thường chân phải đột nhiên dẫm một cái hóa thành một đạo kiếm quan phóng lên tận trời Quanh vừa phóng lên tận trời Diệp Quang chính là bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh rơi xuống thẳng tắp, mà trong nháy mắt hắn rơi trên mặt đất. Ầm. Uhm. Cả vùng đất trực tiếp rung lên kịch liệt, tựa như động đất, vô cùng dọa người. Thế nhưng, Diệp Quang lại xông ra ngoài một lần nữa. Thực lực của Diệp Quang kém xa Tích tắp Cổ Khôi lỗi này, thế nhưng Diệp Quang tại thời khắc này lại là càng đánh càng hung mãnh, tựa như không muốn sống. Chỉ chốc lát, thân thể cực kỳ cường hãn của Diệp Quang chính là xuất hiện vô số vết trạng máu tươi không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ quần áo của hắn. thế nhưng Diệp Quang lại đánh càng thêm hung mãnh, hắn điên cuồng phóng về phía cổ khôi lỗi kia, giữa thiên địa không ngừng vang dội tiếng kim loại va chạm. cứ như vậy Diệp Quang cùng với cổ khôi lỗi kia không biết đánh bao lâu, vào giờ phút này một người một khôi lỗi đều là vết thương chồng chất vô cùng thê thảm, đặc biệt là Diệp Quang, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ đều đã nứt ra, cả người phản phất như thủy tinh, dù chưa triệt để nổ tung ra, nhưng lại trải rộng vết trạng. ầm! Nhưng vào lúc này, một tiếng đổ vang đột nhiên vang vọng, Diệp Quang cùng với cổ khôi lỗi kia đồng thời bay ra ngoài, một người một khôi lỗi nặng nề ngã xuống đất, mặt đất trung lên kịch liệt. Lần này, một người một khôi lỗi đều không có lập tức đứng lên, đều bị thương rất nặng. Nhưng vào lúc này, Diệp Quang nằm dưới đất nơi xa đột nhiên chậm rãi đứng lên mà vào giờ khắc này, hắn cũng đều có chút đứng không vững, nhưng hắn vẫn đứng lên, hắn cầm kiếm trong tay, từng bước một đi về phía cổ khôi lỗi kia, toàn thân hắn, máu tươi liên tục không ngừng tuôn ra. Ở nơi xa, từ nhu nhìn Diệp Quang run rẩy đi về hướng thần khôi, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Quang chậm rãi đi đến trước mặt thần khôi, hắn cầm kiếm đâm vào cổ họng thần khôi. Oanh! Thần khôi nổ tung ra, ngay sau đó, một sợi khí thể màu đỏ thẩm chậm rãi bay ra. Đại đạo đạo nguyên Lực lượng trân quý nhất trong thiên địa này bây giờ, do đại đạo diễn hóa ra, vô cùng trân quý. Diệp Quang mở lòng bàn tay ra, sợi đại đạo đạo nguyên kia rơi vào trong tay hắn, mà trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn, thân thể vốn dĩ nước vỡ của hắn trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu, ngoài ra, sợi đại đạo đạo nguyên kia trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Quanh Trong chớp mắt, thân thể diệp quan kịch liệt trung lên thân thể của hắn bắt đầu thuế biến về chất đạo nguyên tôi thể diệp quan chậm rãi nằm trên mặt đất nhắm hai mắt lại mặc cho đại đạo đạo nguyên kia tôi thể cho hắn cứ như vậy thân thể của hắn ở dưới sự cải tạo của đại đạo đạo nguyên bắt đầu thuế biến từng chút một không biết qua bao lâu trong cơ thể diệp quan đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng mà ở trên đỉnh đầu hắn một đám mây đen xuất hiện trong mây đen lập lòe vô số kiếp lôi Tuế Nguyệt Tiên Vào giờ phút này, chỉ cần vượt qua kiếp lôi này, hắn liền có thể đi đến Tuế Nguyệt Tiên cảnh. Lúc này, một đạo kiếp lôi đột nhiên hạ xuống thẳng tắp từ trong mảnh mây đen này. Diệp Quang nằm dưới đất đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay hắn, kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Quanh Đạo kiếp lôi kia trực tiếp hóa thành hư vô, không chỉ như thế, đám mây đen kia tại thời khắc này cũng đều trực tiếp bị xóa đi. Hắn mặc dù cảnh giới thấp, nhưng mà, chiến lược của hắn lại có thể so với vận mệnh đại đế, kiếp lôi bình thường đối với hắn căn bản không có tác dụng. Lúc này, Từ Nhu chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quang, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quang trước mặt, vào giờ phút này thân thể của Diệp Quang đã xuất hiện tử khí nhàn nhạt, không chỉ như thế, khí tức của hắn còn đang điên cùng tăng vọt. Từ Nhu nhìn Diệp Quang. Tiếp tục đề thăng cảnh giới sao? Diệp Quang lắc đầu. Tiếp tục đề thăng cảnh giới? hắn không muốn đề thăng thêm cảnh giới từ nhu đột nhiên cười lạnh làm sao muốn nhanh chóng đạt đến đại đế sau đó đi tìm vĩnh sinh đại đế báo thù diệp quang mở hai mắt ra nhìn từ nhu ánh mắt của từ nhu băng lãnh đứng lên diệp quang chậm rãi đứng lên hai người đối mặt từ nhu nhìn diệp quang động thủ đi diệp quang yên lặng mà từ nhu lại là đột nhiên khẽ đảo cổ tay ấn thẳng về phía diệp quang Diệp Quang không do dự chút nào, đột nhiên rút kiếm chém. Trảm thiên bạc kiếm thuật chồng chất một trăm đạo. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ nát ầm ầm, Diệp Quang trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Mà lúc này, Từ Nhu lại xuất hiện ở trước mặt hắn một lần nữa, nàng nhìn chầm chầm Diệp Quang. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi đạt đến đại đế, liền vô địch. Diệp Quang nắm chặt hai tay, không nói lời nào. Từ Nhu cười lạnh. "Ngươi cho dù đạt đến đại đế, cũng không phải đối thủ của Vĩnh Sinh đại đế, chớ nói gã, ngay cả mấy tên thủ hạ phía sau gã, ngươi cũng đánh không lại." Diệp Quang hơi hơi cúi đầu, rất rất lâu về sau, hắn nói khẽ. "Ta biết rồi." Từ Nhu lộ ra ánh mắt phức tạp, nàng đập tay phải lên trên bờ vai Diệp Quang. "Oanh." Khí tức của Diệp Quang trực tiếp bị trấn áp cảnh giới duy trì ở tuế nguyệt tiên cảnh. Từ nhu nhìn thoáng qua thân thể Diệp Quang, vào giờ phút này, thân thể hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở thành đại đạo thần thể chân chính. Từ nhu nhìn chầm chầm Diệp Quang. Thử một chút bạc kiếm thuật của ngươi, dùng toàn lực. Diệp Quang gật đầu, trực tiếp rút kiếm chém. Mà hắn chém, là từ nhu. Chồng chất 110 đạo. Nhìn thấy Diệp Quang chém một kiếm về phía mình, từ Nhu lập tức có chút ngoài ý muốn, nàng phản ứng rất nhanh, thân hình rung lên, trực tiếp tránh thoát một kiếm này. Diệp Quang một kiếm chém vào hư không, thời không thiên địa rung rẩy một hồi, nhưng lại không hư hại chút nào. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quang, không nói lời nào. Diệp Quang cũng không nói chuyện. Một lát sau, Từ Nhu đột nhiên cười nói: "Muốn giết ta?" Diệp Quang bình tĩnh nói: "Ngươi bảo ta chém?" Từ Nhu nhìn chầm chầm Diệp Quang Ta có nói để ngươi chém ta sao? Diệp Quang nói Ta hiểu lầm, thật có lỗi Từ Nhu đột nhiên đấm ra một quyền ầm! Diệp Quang còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài Cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất Bởi vì thân thể rất mạnh Bởi vậy, hắn mạnh mẽ chống đỡ một quyền này của Từ Nhu Nhưng vẫn là chịu một chút nội thương Diệp Quang đứng lên Quệt quệt máu tươi trên mồm, mà ở nơi xa, Từ Nhu nhìn hắn, bình tĩnh nói Thật có lỗi, ta đánh nhầm người Diệp Quang yên lặng Từ Nhu nói Đi theo ta Nói xong, nàng quay người rời đi Diệp Quang lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó đi theo Từ Nhu mang theo Diệp Quang đi về phía nơi xa, trên đường đi, hai người đều không nói gì Từ Nhu đột nhiên nói nếu như ngươi không có đầu óc bình tĩnh, ngươi làm sao đấu cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế? Làm sao đấu cùng với chân vũ trụ chúng ta?" Diệp Quang bình tĩnh nói. "Làm sao đấu? Từ nhu cô nương từ mấy chục triệu năm trước liền bắt đầu mưu tính, vì tính toán, càng không tiếc thi triển mỹ nhân kế, ta làm sao đấu cùng với các ngươi?" Từ nhu nhìn chằm chằm Diệp Quang. "Ai bảo ngươi tinh trùng lên não? Ngươi không lên, chẳng lẽ ta còn có thể ép buộc ngươi hay sao?" ta không có hạ dược cho ngươi đúng không là chính ngươi không nhịn được đúng không diệp quang nhìn thoáng qua từ nhu ngươi biết tính toán như vậy tại sao không đi tính toán cha ta cùng với cô cô ta từ nhu cười nói ngươi dễ khi dễ được hay không diệp quang yên lặng mẹ nó khốn kiếp nhìn thấy vẻ mặt đen thui của diệp quang từ nhu nở nụ cười xinh đẹp ngươi là yếu nhất bên trong gia tộc các ngươi ta không tính toán ngươi thì tính toán người nào diệp quang do dự một chút sau đó nói từ kính nàng vẻ mặt của từ nhu trở nên lạnh trong nháy mắt chết rồi diệp quang cao mày từ nhu lại nói diệp công tử cho dù từ kính không có chết ngươi cảm thấy ở giữa ngươi cùng với nàng có thể có một cái kết quả tốt sao diệp quang yên lặng từ nhu cười lạnh ngươi sẽ vì nàng từ bỏ quan huyền vũ trụ sao chắc chắn sẽ không mà nàng cũng sẽ không vì ngươi phản bội đại tỷ mà nàng lại không muốn là địch với ngươi ngươi biết nàng vì sao muốn chết sao bởi vì nàng rất thống khổ ngươi có hiểu nỗi thống khổ của nàng không diệp quan khẽ gật đầu nói khẽ ta chưa từng nghĩ tới nàng sẽ thích ta từ nhu hỏi vậy ngươi thích nàng không diệp quan gật đầu không có chút chần chờ nào từ nhu lại hỏi bác quản thì sao? Diệp quang cũng gật đầu. Đương nhiên, hắn ưa thích chính là bác quản, mà không phải là từ thụ kia. Từ nhu đột nhiên dừng bước, nàng nhìn thẳng Diệp quang. Cho dù bác quản cùng với Từ kính đều ở đây, ngươi cảm thấy ở giữa các ngươi sẽ có kết quả sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể hóa giải thù truyền kiếp giữa chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ sao? Ngươi đã từng cân nhắc chuyện này chưa? Diệp quang yên lặng từ nhu thấp giọng thở dài ngươi cho tới bây giờ cũng chưa có suy nghĩ qua dĩ nhiên tại một số thời khắc không thể trách ngươi là mấy người cha ngươi để cho ngươi đi gánh chịu rất nhiều thứ quá sớm thế là ngươi bị những trách nhiệm kia một mực đẩy đi mà kẻ địch bọn hắn lưu lại năm đó cũng toàn bộ đều rơi vào trên người ngươi không chỉ như thế bọn hắn có kỳ vọng rất lớn đối với ngươi kỳ vọng của tất cả mọi người đối với ngươi đều rất lớn đều hy vọng ngươi không muốn làm kẻ dựa vào ba đời muốn ngươi trở thành cường giả giống như cha ngươi và cô cô ngươi khiến cho ngươi luôn cảm thấy rất mệt mỏi hơn nữa càng nỗ lực càng mệt mỏi thân thể diệp quang cứng đờ từ nhu tiếp tục nói ngươi ưa thích từ kính nhưng mà bởi vì duyên cớ thân phận nàng ngươi cũng đang do dự ngươi cũng hết sức hoang mang ngươi không phải không quả quyết ngươi là bởi vì bị ngọn núi lớn quan huyền vũ trụ này ép cho không thở được từ khi bắt đầu đi ra khỏi diệp tộc tiết tấu sinh hoạt của ngươi vẫn rất nhanh nhanh đến mức ngươi không thở nổi nói đến đây nàng nhìn về phía diệp quang ngươi thật thảm giống như cô nhi vậy diệp quang diệp quang nhìn thoáng qua từ nhu không nói gì từ nhu nói ngươi không tức giận sao diệp quang bình tĩnh nói ta đánh không lại ngươi từ nhu cười nói ta rất hiếu kỳ nếu như ngươi đánh thắng được ta ngươi sẽ làm gì Diệp Quang khẽ lắc đầu. Từ Nhu cô nương, chế nhạo ta, sẽ để cho ngươi đạt được khoái cảm sao? Từ Nhu nhìn Diệp Quang, không nói gì. Diệp Quang lại nói: Ngươi vừa mới nói ta có nghĩ tới sự tình của Từ Kính hay không, ta tự nhiên là nghĩ tới, ngươi yên tâm, Diệp Quang ta sẽ không phụ nàng. Từ Nhu cười lạnh. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi ngươi đang bẫy lời ta trong lòng diệp quang thì thở ra một hơi từ kính không có chết nàng không có chết vào giờ khắc này tảng đá một mực treo trong lòng diệp quang kia cuối cùng cũng rơi xuống kỳ thật hắn cũng đã sớm đoán được vì sao bởi vì hắn biết từ nhu cùng với từ kính là tỉ muội nàng không có khả năng nhìn từ kính vẫn lạc từ nhu nhìn thoáng qua diệp quang ngươi biết tình huống hiện tại của nàng không diệp quang nhìn về phía từ nhu nàng từ nhu lắc đầu nàng cũng không muốn sống trong mắt diệp quang đột nhiên dâng lên một làn sương mù trái tim tê rần không hiểu đồng thời trong lòng cũng âm thầm làm ra một cái quyết định từ nhu nhìn chằm chằm diệp quang hỏi ngươi chuẩn bị làm thế nào diệp quang chậm rãi nắm chặt hai tay ta sẽ giải quyết từ nhu nhìn diệp quang không nói gì nữa hai người đi về phía nơi xa chỉ chốc lát từ nhu đột nhiên ngừng lại ngoài mấy trăm trượng ở trước mặt nàng nơi đó có một tòa trận pháp trận pháp có bộ dáng hình tròn chiếm diện tích mấy ngàn trượng trong đó vẽ đủ loại phù lục màu đỏ như máu từ nhu nói đi vào diệp quang không có chút do dự nào đi về phía trận pháp từ nhu đột nhiên nói chờ một chút diệp quang quay người nhìn về phía từ nhu từ nhu nhìn hắn ngươi liền không sợ ta hại ngươi. Diệp Quang lạnh nhạt nói, ta còn có giá trị lợi dụng, từ nhu cô nương làm sao lại để cho ta chết, ngươi nói xem có đúng hay không. Từ nhu sau khi nhìn chầm chầm Diệp Quang chốc lát, nhoẻn miệng cười. Thật thông minh. Diệp Quang khẽ gật đầu, quay người hướng đi về phía trận pháp kia, nhưng vào lúc này, từ nhu đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Sắc mặt của Diệp Quang đại biến, vội quay người lại, mà đúng lúc này, một ngón tay của Từ Nhu đã điểm tại giữa trán hắn, một của lực lượng kinh khủng trực tiếp trấn áp hắn ở tại chỗ. Diệp Quang sửng sốt. Từ Nhu nhìn Diệp Quang. Đợi chút nữa phải hấp thu chân thần chi lực, cho nên trước đó phải hoạt động gân cốt một chút. Nói xong, nàng đấm một quyền vào phần bụng Diệp Quang. Ầm. Uhm. Biểu lộ của Diệp Quang trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, mà còn chưa kết thúc, Từ Nhu một hồi quyền cước đánh đá đối với hắn mà hắn hết lần này tới lần khác còn không phản kháng được. Cứ như vậy, từ nhu hành hung trọn vẹn một phần tư canh giờ mới dừng lại, sau đó nàng phủi tay, nhìn Diệp Quang, chân thành nói. Hiện tại được rồi. Diệp Quang gắt cao nhìn chầm chầm từ nhu, không nói lời nào. Từ nhu cao mày. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Vẻ mặt của Diệp Quang đen lại, mẹ nó, nữ nhân này khẳng định là cố ý từ nhu phất tay áo vung lên cổ uy áp trên người diệp quan kia lập tức biến mất không thấy gì nữa nàng cười nói đi thôi diệp quan nhìn thoáng qua từ nhu sau đó quay người đi về phía trận pháp kia vào lúc bước vào trận pháp kia từ nhu đột nhiên mở lòng bàn tay ra một khối pháp ấn xuất hiện ở trong tay nàng nàng nhìn chằm chằm diệp quan chân thần chi lực này bá đạo vô cùng đợi chút nữa có thể sẽ rất thống khổ phải cố nhịn hiểu chưa diệp quan gật đầu Hiểu rõ. Từ nhu khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp thôi động pháp ấn, mà theo pháp ấn này thôi động, pháp trận dưới chân diệp quan nơi xa lập tức rung rẩy kịch liệt, ngay sau đó, bên trong pháp trận kia đột nhiên xuất hiện một sợi khí thể màu vàng kim. Từ nhu đột nhiên tịnh chỉ một điểm diệp quan. Dẫn. Sợi khí thể màu vàng kim kia đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng chui vào giữa trán diệp quang. Quanh. Chỉ một thoáng, diệp quan trợn hai mắt lên, tráng nổi gân xanh, tựa như con dung vô cùng dọa người thống khổ. vào giờ khắc này, diệp quang cảm giác toàn thân của mình bị người ta dùng đau cắt từng chút một, phệ hồn gọt xương. diệp quang chưa bao giờ trải qua loại đau đớn này, hắn cũng không nhịn được nửa điên cùng rống giận, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt. ở bên ngoài trận pháp, từ nhu nhìn diệp quang cũng có chút khẩn trương. đây là chân thần chi lực đại tỷ lưu lại lúc trước, bá đạo vô cùng, thế nhưng năng lượng cũng vô cùng tinh thuần, còn ở phía trên đại đạo đạo nguyên kia, ngươi nhất định phải cố nhịn, đồng thời hàng phục nó, bằng không, nó sẽ phá thể mà ra, khi đó, liền sẽ thất bại trong gan tất. Lúc này, Diệp Quang đột nhiên quỳ ngồi dưới đất, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, đầu không ngừng đập vào trận pháp dưới mặt đất. Chân thần chi lực Bản thân của lực lượng này cũng không có công kích hắn, là nhục thân cùng với linh hồn của hắn vào giờ phút này không chịu nổi lực lượng của nó, bởi vậy, linh hồn cùng với thân thể của hắn vào giờ phút này đều bị bản năng của lực lượng này cắn trả. Diệp quan lúc này cũng là tuyệt đối không ngờ được, của lực lượng này vậy mà khủng bố như thế, cho dù là thân thể hắn đã được đại đạo đạo nguyên cải tạo qua cũng đều không chịu nổi, hơn nữa, loại đau khổ này là càng ngày càng mãnh liệt. Vào giờ khắc này, ý thức của hắn đều đang dần dần mơ hồ. Nhìn thấy một màn này, từ nhu ở một bên cũng là trở nên cực kỳ khẩn trương, nàng rung giọng nói, cố gắng nhịn. a, à, diệp quang đột nhiên gầm thét, hắn đột nhiên nắm chặt hai quả đấm, phong ma huyết mạch trong cơ thể trực tiếp sôi trào, lực lượng huyết mạch. nhưng mà phong ma huyết mạch này vừa mới xuất hiện, trực tiếp liền bị cổ lực lượng kia trấn áp. phát giác được phong ma huyết mạch bị trấn áp, diệp quang vào giờ khắc này cuối cùng cũng hoảng rồi. hắn không nghĩ tới cổ lực lượng này vậy mà mạnh như thế, ngay cả phong ma huyết mạch cũng đều có thể trấn áp. Ở nơi xa, Từ Nhu đột nhiên nói. Ý chí. Ngươi chỉ có thể dựa vào ý chí của ngươi cưỡng ép chịu đựng được. Ý chí. Trong trận pháp, Diệp quan cho mày, vô cùng thống khổ. Ta. Hắn vào giờ phút này, ngũ quan vặn vẹo cực độ, cái trán cùng với hai tay nổi gân xanh, phản phất như muốn nổ tung ra, cực kỳ dọa người. Cho dù thân thể bị đánh nát, hắn cũng đều chưa từng thống khổ như vậy. Từ nhu ở bên ngoài trận pháp nhìn thấy một màn này, cũng trở nên hơi khẩn trương, nếu như Diệp Quang không thể thôn vệ hết sợi chân thần chi lực này, như vậy liền có thể bị sợi chân thần chi lực này thôn vệ hết. Vẻ mặt của từ nhu vô cùng khó coi, nàng vốn cho rằng thân thể Diệp Quang sau khi được đại đạo đạo nguyên tôi thể, liền có thể thừa nhận được chân thần chi lực này, hiện tại xem ra, cho dù có đại đạo đạo nguyên gia trì, Diệp Quang hiện tại vẫn như cũ không gánh được chân thần chi lực cắn trả. Ở nơi xa, Diệp Quang quỳ ngồi dưới đất, hai tay của hắn nắm thật chặt, thân thể dừng không ngừng run rẩy, cắn chặt hàm răng, trong miệng, có máu tươi không ngừng tuôn ra. Vào giờ khắc này, ý thức của hắn cũng đều đang dần dần mơ hồ. Nhưng hắn vẫn còn đang kiên trì. Trong đầu hắn liền một cái tín niệm, đó chính là kiên trì, không vệ hết chân thần chi lực này, sau đó tăng cao thực lực. Thực lực. Hắn bức thiết muốn tăng cao thực lực. Trong trận pháp, Thân thể của Diệp Quang càng ngày càng run rẩy, mà sợi chân thần chi lực kia đã đang bắt đầu phản thôn vệ hắn. Ý chí của hắn đã dần dần mơ hồ. Diệp Quang đột nhiên gầm thét, hai tay của hắn gắt cao nắm chặt, không ngừng dùng ý chí của chính mình đối kháng với sợi chân thần chi lực kia. Dần dần, thần thái trong mắt Diệp Quang dần dần trở nên mê mang. Hắn sắp không chịu được nữa. Nhìn thấy một màn này, Từ Nhu ở một bên thấp giọng thở dài, nàng mở lòng bàn tay ra trong miệng đọc thầm chú ngữ cổ lão, sau một khắc, trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra một vệt ánh vàng, vệt ánh vàng này trực tiếp chui vào trong cơ thể Diệp Quang, kết nối nàng cùng với Diệp Quang. Đồng tâm nhất mệnh, đồng tâm đồng mệnh, đồng sinh cộng tử. Rất nhanh, lực lượng cắn trả trên người Diệp Quang chậm rãi bị từ nhu dẫn tới trên người của nàng, mà cổ lực lượng cắn trả kia vừa mới gia nhập vào trong cơ thể nàng, lông mày nàng chính là nhíu lại thật sâu, dần dần, Toàn bộ khuôn mặt dung nhan tuyệt thế của nàng cũng dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo. Chân thần chi lực, cho dù là nàng cũng không có cách nào hoàn toàn tiếp nhận, chớ nói chi là nàng còn không phải chủ tu thân thể. Từ nhu nắm thật chặt hai tay, thân thể cũng bắt đầu khẽ rung, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Mà ở một bên khác, lúc này Diệp Quang nằm ở trong trận pháp, đã rơi vào hôn mê, thế nhưng, hắn lại đang điên cuồng thôn phệ cổ chân thần chi lực kia bởi vì từ nhu đã hút tất cả lực lượng cắn trả vào trong cơ thể nàng. Cứ như vậy, khí tức của Diệp Quang bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Ở trong một mảnh tinh hà không biết, tinh hà vốn yên tĩnh đột nhiên rung động kịch liệt, dần dần, từng cổ khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở trong mảnh tinh hà này, mà theo từng cổ khí tức mạnh mẽ này xuất hiện, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào, vô cùng kinh khủng. Chỉ chốc lát, tinh hà ở đó đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đoàn cường giả cùng nhau đi ra cầm đầu chính là vị tỉnh thần kia phía sau là hết thảy cường giả đỉnh cấp vĩnh sinh văn minh tỉnh thần hít vào một hơi thật sâu sau đó nhìn thoáng qua bốn phía cười nói cuối cùng cũng đã tới hệ ngân hà từ vĩnh sinh giới đến nơi đây thật sự rất xa nếu như không phải từ nhu chân vũ trụ cung cấp truyền tống trận bọn hắn mong muốn đi đến nơi này chỉ sợ phải mất vài chục năm nghĩ đến đây tỉnh thần mỉm cười chân vũ trụ từ nhu này thật trượng nghĩa. Bọn hắn mỗi một lần ngồi truyền tống trận, đều cần bỏ ra mấy trăm triệu linh nguyên, bởi vì quá xa, mỗi lần truyền tống đều là vượt ngang mấy chục vạn tinh vực, vô cùng đốt linh nguyên, mà bọn hắn từ vĩnh sinh giới đến nơi đây, ít nhất bỏ ra một tỷ miếng linh nguyên. Mà những linh nguyên này, đều là chân vũ trụ miễn phí cung cấp, không có đòi bọn hắn một hào. Thật trượng nghĩa. Cho dù là chim sư tương đối đa nghi cẩn thận, cũng cảm thấy từ nhu này rất có ý tứ. Lúc này, tỉnh thần đột nhiên nhìn lướt qua tinh không bốn phía, rất nhanh, ánh mắt của y rơi vào một tinh cầu màu xanh lam ở cuối tầm mắt. Ở bên cạnh y, ánh mắt của chim sư cũng rơi vào bên trên viên tinh cầu màu xanh lam kia. Nữ tử váy trắng kia ở ngay bên trên viên tinh cầu màu xanh lam này. Tỉnh thần gật đầu, y liếc mắt đánh giá viên tinh cầu màu xanh lam kia, chân mày hơi nhíu lại linh khí trên viên tinh cầu màu xanh lam này vì sao thưa thớt như thế chim sư cũng là hơi nghi hoặc một chút linh khí trên viên tinh cầu màu xanh lam này cực kỳ mỏng manh không chỉ như thế khí tức phía trên cũng rất yếu tĩnh thần cười nói xem ra là một nền văn minh cực kỳ cấp thấp nói xong y nhìn mọi người một cái sau đó nói dĩ nhiên chúng ta không thể chủ quan khinh địch đợi đến lúc gặp được nữ tử váy trắng kia mọi người chớ có lưu thủ trực tiếp cùng nhau tiến lên không cho nàng bất luận cơ hội hoàn thủ gì mọi người gật đầu đã làm tốt chuẩn bị dốc hết toàn lực rất nhanh một đám người bay thẳng đến viên tinh cầu màu xanh lam kia tại hệ ngân hà trái đất màn đêm buông xuống trên đường phố đèn đê ông lấp lánh xe cộ qua lại dòng người tấp nập rất là náo nhiệt tại vô biên hội sở trong một hộp đêm sang trọng một vị nam tử đang ngồi ghế dựa bắt chéo hai chân trong tay kẹp điếu xì gà đang châm lửa, ở cách y không xa, nơi đó có một sân khấu hình tròn to lớn, trên sân khấu, một vị nữ tử mặt cực ít đang ôm một cây ống thép điên cuồng uống éo. Nam tử tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, mặc một chiếc áo choàng rộng, ngực nở để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Bên trong gian phòng, tiếng nhạc càng lúc càng lớn, dáng múa của nữ tử càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng vũ mị, nam tử cũng là càng ngày càng hưng phấn, y trực tiếp đứng lên cởi trường bào, cũng bắt đầu điên cùng uống éo, sau đó bước nhanh đi về phía nữ tử, cười đồ nói. muội muội vô biên ca ca tới đây. Nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, một vị hòa thượng bước nhanh đến. Trên sân khấu, nữ tử vội vàng ngừng lại, lui sang một bên. Nhìn người tới, nam tử khiêu vũ cũng là như là bị dội một chậu nước lạnh, hoàn toàn không có hào hứng, y rít một hơi thuốc, có chút đau đầu. Tăng vô, ngươi lại tới làm cái gì người tới chính là tăng vô tăng vô bước nhanh đi đến trước mặt vô biên chắp tay trước ngực đau lòng nói vô biên ngươi làm sao lại sa đọa như thế vô biên lập tức có chút đau đầu hòa thượng này mỗi tháng một lần đều muốn tới nơi này khuyên hắn thật sự rất đau trứng tăng vô vội vàng nói vô biên quan huyền vũ trụ cần ngươi vô biên trực tiếp nhắm hai mắt lại ngươi tha cho ta đi tăng vô nghiêm mặt nói vô biên bây giờ quan huyền vũ trụ không chỉ có đại địch chân vũ trụ còn có vĩnh sinh văn minh vĩnh sinh văn minh sinh ra một vị cường giả tuyệt thế tên là vĩnh sinh đại đế người này cực mạnh ta cảm thấy chỉ có ngươi mới là đối thủ của gã ngươi đi đánh gã đi vô biên trợn trắng mắt tăng vô ta đã nói với ngươi hơn trăm lần ta hiện tại không muốn để ý tới cái gì vũ trụ hưng vong chỉ muốn ở chỗ này làm chút buôn bán nhỏ mở một chút hội sở mỗi ngày sống một làn sóng ngươi có thể đừng tới tìm ta hay không tăng vô thấp giọng thở dài vô biên cũng không phải là ta muốn mạnh mẽ kéo ngươi xuống nước chẳng qua là thấy ngươi sa đọa như thế ta thật sự là vô biên cười nói mệt mỏi cho nên muốn xả hơi một chút tăng vô thở dài một lần nữa bất đắc dĩ lão đã tới khuyên nhiều lần nhưng vô biên này không có chút ý tứ trở lại quan huyền vũ trụ nào Vô biên nhìn thoáng qua tăng vô, sau đó nói. Tên tiểu tử kia hiện tại như thế nào? Tăng vô khẽ lắc đầu. Tình huống không tốt lắm, mặc dù có dương tộc tương trợ, thế nhưng, thực lực của vị vĩnh sinh đại đế kia cực mạnh, tài. Vô biên cười nói. Có cha hắn ở đó, ngươi sợ cái gì? Tăng vô khẽ lắc đầu. Kiếm chủ đã đi cùng với thiên mệnh váy trắng. Vô biên nhíu mày. Đi nơi nào? tăng vô nói không biết vô biên trầm giọng nói không phải là tới hệ ngân hà đó chứ tăng vô lắc đầu không biết chỉ biết là sau ngày thiếu chủ đại hôn bọn họ liền đi nói đến đây lão nhìn về phía vô biên tới hệ ngân hà còn không tốt sao ngươi cùng với kiếm chủ là huynh đệ y tới hệ ngân hà các ngươi vừa vặn có thể cùng nhau sống sống cộng lông vô biên lắc đầu Y nếu như đến một mình, dĩ nhiên có khả năng sống, thế nhưng, y nếu đi đến cùng với muội muội y, vậy còn sống cái búa. Tăng vô yên lặng. Xác thực, nếu như vô biên mang theo kiếm chủ tới loại hội sở này, bị thiên mệnh váy trắng biết, vô biên chắc chắn sẽ bị đánh đập. Lúc này, vô biên lắc đầu. Tăng vô, ta biết ngươi lòng hướng về quan huyền vũ trụ, nhưng ta cho ngươi biết, việc này căn bản không phải ngươi và ta có thể quản, về phần ta, ta hiện tại không có đại đạo khí vận gia thân, ta đi ra ngoài liều mạng sẽ thật sự bị đánh chết. Tăng vô trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn phá thần sao? phá cái búa. vô biên trực tiếp lắc đầu. diệp điêu mau bỏ ra thời gian lâu như vậy mới phá thần, ta không muốn mệt mỏi như vậy, ta hiện tại liền muốn sống tháng ngày nhàn nhã. nói xong, y nhìn về phía vô biên, cười hắc hắc nói. ngươi có muốn hoàn tục hay không? ta cho ngươi biết, hồng trần thế gian vùng hoa này chơi cũng vui. tăng vô chắp tay trước ngực, ta một lòng hướng phật. vô biên cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, tăng vô, ta biết ngươi lo lắng quan huyền vũ trụ, nhưng thật sự không cần thiết. cả nhà tên tiểu tử kia đều là chỗ dựa lớn, hắn nếu thật sự gánh không được, cha hắn cùng với cô cô hắn còn có ông nội hắn sẽ không ngồi nhìn mặt kệ. nhà bọn hắn đều rất bao che khuyết điểm, ngươi cũng không phải không biết tăng vô thấp giọng thở dài thần sắc ảm đạm lão cảm giác được vô biên là thật sự không muốn trở về cái tên này là thật sự thích địa phương này lão vẫn còn có chút không cam tâm vì vậy nói vô biên ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trở thành vô biên chủ ngày xưa vô biên chủ không ai bị nổi kia vô biên chủ không để bất luận người nào ở trong mắt kia vô biên cầm bình rượu một bên ực một hớp sau đó mỉm cười tăng vô Thời đại của ta đã trôi qua. Thời đại đã trôi qua. Tăng Vô sững sờ ở tại chỗ, vào giờ khắc này, chẳng biết tại sao, lão đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Vô Biên để chai rượu xuống, sau đó đi đến bên giường nhìn những tòa nhà cao tầng phía dưới, y nói khẽ: "Có thể để cho ta ở đây lâu như vậy, chủ nhân Đại Đạo Bút đã tính nhân từ đối với ta. Nếu như ta còn không biết tự lượng sức mình, trong lòng không tự biết chính mình, ra ngoài mù sống không sớm thì muộn cũng sẽ có một ngày chết oan chết uổng. Nói xong, y miễn cười. Ta cũng xác thực thích nơi này, trước kia thật sự là quá mệt mỏi. Tăng vô sau khi yên lặng rất rất lâu, khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Vô biên nói. Ta đã từng gặp tên tiểu tử kia, tên tiểu tử kia không tệ, so với hắn cha con muốn trầm ổn hơn rất nhiều, dịp điêu mau trao gánh nặng cho tiểu tử kia quá sớm, con đường tiếp theo của tên tiểu tử kia, sẽ đi vô cùng gian nan có đôi khi áp lực lớn sẽ ép người không thở nổi đặc biệt là hắn sinh ra liền vạn chúng chú mục hắn nhất định phải càng ưu tú hơn so với người khác mới được nói đến đây y khẽ lắc đầu dương gia bọn hắn làm cha đều không có một người nào hợp cách tăng vô cười khổ vô biên mở lòng bàn tay ra một túi trữ vật bay đến trước mặt tăng vô tăng vô sửng sốt đây là vô biên nói một chút linh nguyên tăng vô không hiểu vô biên nhìn về phía tăng vô chân thành nói ta vốn định giữ ngươi ở chỗ này nhưng ta biết ngươi sẽ không muốn mà ngươi nếu như muốn trở về quan huyền vũ trụ nhớ kỹ một sự kiện tu luyện thật tốt niệm phật của mình đừng đi lẫn vào sự tình ở giữa vĩnh sinh đại đế cùng với chân vũ trụ có người đang hạ một bàn cờ rất lớn đây không phải là ngươi hiện tại có thể đi tham dự điều ngươi cần làm chính là tu luyện thật tốt niệm Phật của mình thật tốt. Nói xong, y chỉ chỉ trong túi trữ vật. Bên trong có một tấm truyền âm phù, nếu như gặp được nguy hiểm, liền bóp nát tấm truyền âm phù kia. Tăng vô nắm túi trữ vật trong tay, thật lâu không lên tiếng. Tăng vô cười nói. Bằng hữu của ta không nhiều, không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện. Tăng vô chắp tay trước ngực. Vô biên, ngươi bảo trọng. Vô biên gật đầu. Tăng vô không nói gì nữa, quay người rời đi. Sau khi tăng vô rời đi, vô biên thấp giọng thở dài, y đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, ánh mắt của y đột nhiên rơi ở trên đường phố phía dưới nào đó. Trên đường phố, một nữ tử vội vàng bước đi, nữ tử nhìn bề ngoài, bước chừng 20 tuổi, thân hình yểu điệu, tóc dài tới eo, chỗ cuối cùng dùng dây lụa màu tím thắt, nàng mặc váy trắng, trong ngực ôm mấy quyển sách. Nữ tử vô cùng xinh đẹp, ngũ quan đẹp đẽ vô song, không có một tia tì vết, dĩ nhiên, càng hấp dẫn người chính là khí chất của nàng trên người nàng tràn đầy một loại tự tin cùng với trấn định có một vẻ đẹp trí tuệ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha